Xin chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng quý bác sĩ đến tham dự hội thảo khoa học được truyền hình trực tiếp từ Diễn đàn Quản lý Huyết khối Châu Á-Thái Bình Dương 2021 với chủ đề Định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân, diễn ra trực tuyến trên diễn đàn Zoom và DocDuty từ 17h20 đến 18h50 các ngày 20 tháng 9, 14 tháng 10, 27 tháng 10 và ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đây là hội thảo thứ hai nằm trong chuỗi 4 sự kiện từ Diễn đàn Quản lý Huyết khối Châu Á-Thái Bình Dương 2021, phối hợp tổ chức tại Đầu cầu Việt Nam bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam, DocDuty và Công ty Bayer nhằm mục tiêu cập nhật các kiến thức và ứng dụng trên lâm sàng, cũng như điểm tin các vấn đề thời sự về điều trị kháng đông trên các bệnh lý có liên quan. Đến tham dự hội thảo ngày hôm nay với chủ đề Định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân ung thư có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Xin trân trọng giới thiệu sự tham dự của các vị chuyên gia tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, bác sĩ Hồ Thượng Dũng, Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam. Xin chào các Xin đồng trân nghiệp. trọng giới thiệu Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải, trưởng phòng C6, Viện Tim Mạch Việt Nam. Và diễn giả chính tại diễn đàn ngày hôm nay là giáo sư Sayhan A, chuyên gia huyết học đến từ Đại học Y Áo. Và hơn 500 các y bác sĩ trên cả nước đang tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom và DocDuty ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, quý bác sĩ nào tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom, hội thảo cung cấp hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Quý bác sĩ có thể lựa chọn ngôn ngữ theo nhu cầu của mình. Trong suốt quá trình diễn ra hội thảo, kính mời quý bác sĩ nếu có câu hỏi có thể đặt trực tiếp cho chuyên gia tại phần Q&A trên ứng dụng Zoom hoặc phần bình luận trong ứng dụng DocDuty. Và để hội thảo được bắt đầu, xin trân trọng kính mời hai chuyên gia là Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Thượng Dũng cùng chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải bắt đầu phần giới thiệu trước thềm sự kiện. Xin trân trọng kính mời hai chuyên gia. Vâng, xin kính chào các đồng nghiệp đang tham dự chương trình Diễn đàn Quản lý Huyết khối Châu Á Thái Bình Dương năm 2021. Và với cái chủ đề thứ hai chúng ta đó là định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân ung thư có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Phải nói là tôi rất là vui và rất là vinh dự được tham dự chương trình rất là hay và rất là đặc sắc này của Hội Tim mạch Việt Nam, của DocDuty và bây giờ tổ chức. Cái chủ đề hôm nay chúng ta thì liên quan đến ung thư và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Đây là một cái chủ đề mà rất là hot. Chúng ta biết là từ năm ngoái, năm nay và đầu năm năm nay thì chúng ta có hội nghị tim mạch Hoa Kỳ ACC năm 2021. Chúng ta cũng có những cái bài báo cáo rất là hot về cái thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong bệnh nhân ung thư và trong bệnh nhân COVID-19. Và tiếp vừa rồi thì Hội Tim mạch Châu Âu, tại Hội Tim mạch Châu Âu vừa rồi chúng ta cũng có rất là nhiều bài báo cáo về cái lĩnh vực này. Và như vậy thì hôm nay là chúng ta lại được tham dự Diễn đàn Quản lý Huyết khối Châu Á Thái Bình Dương với các chuyên gia trong khu vực trình bày về những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Và hôm nay là cùng tham dự với tôi thì có Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải, cũng là một chuyên gia trẻ nhưng mà tuy nhiên là một trong những chuyên gia gọi là đầu ngành về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và nhồi máu phổi, thì cũng rất là gọi là rất là hay, tức là thạc sĩ Hải lại đang tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và đang nằm trong bệnh viện hồi sức Bạch Mai thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy với cái chủ đề mà gọi là huyết khối thuyên tắc mà trong bệnh nhân COVID thì thạc sĩ Hải cũng chắc chắn là sẽ rất là có nhiều cái kinh nghiệm cũng nhiều cái câu chuyện mà để bàn bạc với chúng ta. Xin mời thạc sĩ Hải. Dạ, chúng em cảm ơn lời giới thiệu của Phó giáo sư Hồ Thượng Dũng ạ. Xin trân trọng cảm ơn Bayer và xin chào quý đồng nghiệp. Thật là vui khi mà gặp các anh chị đồng nghiệp vào cái thời điểm thực ra là đây là cái giờ mà hơi khó khăn để chúng ta có thể cùng ngồi với nhau và tham luận. Trước hết là chúng tôi xin được giới thiệu là cái diễn đàn quản lý huyết khối Thrombosis Management là một cái diễn đàn mà chúng tôi đã có hân hạnh được theo dõi theo từ năm 2015 và chúng tôi thấy đây là một cái diễn đàn cực kỳ mang tính chất là thực hành, tức là họ hướng dẫn cho các bác sĩ của chúng ta trong các thực hành hàng ngày và đấy là một điểm vô cùng quan trọng. Diễn đàn quản lý huyết khối châu Á Thái Bình Dương năm nay hướng về các cái mục tiêu
mà trong cái chương trình lần thứ hai này là người bệnh ung thư bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Thì xin kính thưa các quý đồng nghiệp, chúng ta thấy rằng giữa ung thư và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nó có một cái mối quan hệ tương hỗ. Từ những người bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nhập viện, chúng ta có thể phát hiện được một trường hợp ung thư tiềm ẩn mà lẽ ra có thể không may mắn là sẽ phát hiện muộn hơn. Và ngược lại, những bệnh nhân ung thư đang điều trị ở trong bệnh viện hoặc ngoại trú hoặc là vào viện để phẫu thuật, có thể nếu chúng ta không thận trọng, bác sĩ điều trị không cẩn thận, họ sẽ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch vì rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư không hề dễ dàng. Chúng ta biết rằng so với những người bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà không ung thư, thì người bệnh ung thư có nguy cơ tái phát thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cao hơn nhiều. Và đồng thời, nếu như họ sử dụng thuốc chống đông thì cái nguy cơ chảy máu do thuốc chống đông cũng cao hơn. Và vì vậy, cái nguy cơ tử vong cao hơn. Có thể nói, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư viết tắt là CAT đấy, chúng ta hay gọi là CAT, là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai ở người bệnh ung thư sau chính cái căn bệnh ung thư này. Thế vì vậy, chúng tôi rất hân hạnh cùng với thầy Hồ Thượng Dũng, cùng với quý anh chị đồng nghiệp dõi theo các bài báo cáo của các diễn giả quốc tế và chúng ta cùng thảo luận sau các báo cáo này. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những cái lời bàn luận của Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải. Chúng ta đã thấy là nhìn lại cái quá trình mà thực hành trong việc mà phòng chống cái thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch của ngành tim mạch Việt Nam, của ngành y chúng ta, thì phải nói chúng ta đã đi một đoạn đường khá là dài và nhờ vào cái Hội Tim mạch Việt Nam đã ra những cái khuyến cáo, đã có rất là nhiều cái chương trình đào tạo, huấn luyện và các cái guideline khuyến cáo. Do đó thì trên toàn quốc thì chúng ta đã có cái rất là nhiều bệnh viện đã đưa ra những cái mà phác đồ điều trị, khuyến cáo, hướng dẫn thực hành. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng trong cái lĩnh vực mà Thạc sĩ Hải vừa bàn tới, đó là cái huyết khối trong cái bệnh lý ung thư, thì có lẽ chúng ta trong vấn đề thực hành hiện nay thì còn chưa được gọi là thường quy và phổ biến. Trong khi đó thì nó lại mang một cái tầm quan trọng rất là lớn. Giống như là Thạc sĩ Hải đã nói là có rất là nhiều trường hợp vào thì chúng ta phát hiện là huyết khối thuyên tắc mà không rõ cái yếu tố khởi phát, không rõ cái yếu tố thuận lợi, thì sau đó chúng ta tầm soát ra là ung thư. Theo cái số liệu như là của Viện Tim mạch Việt Nam, chỗ bác Thạc sĩ Hải hình như cũng tới là 30-50% trường hợp là như vậy. Rồi trong cái kho ung thư, khi mà chúng ta bắt đầu điều trị những cái điều trị hóa trị vân vân, thì bệnh nhân lại rất là dễ cái nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Và đây là một cái bệnh lý với cái bệnh cảnh lâm sàng thì rất là đa dạng, từ không có triệu chứng cho tới những cái bệnh cảnh rất là nặng, nhồi máu phổi, choáng vân vân, và bệnh nhân tử vong. Thì cái việc mà chúng ta dự phòng được trước, chúng ta dự phòng theo đúng bệnh cảnh ở đây là bệnh nhân ung thư, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được một cái kết quả rất là nặng nề. Ví dụ như là bệnh cảnh cấp, bệnh nhân có thể là bị choáng, bị tử vong, và sau đó thì những cái bệnh cảnh về hậu nhồi máu phổi hoặc là hậu tắc tĩnh mạch thì sẽ kéo dài, ảnh hưởng bệnh nhân và rất là dễ bị tái phát. Do đó hôm nay thì chúng ta được tham dự một cái chủ đề, một buổi phiên hội thảo mà rất là hứa hẹn cho cái nhiều cái kiến thức cập nhật mới của năm 2020 và năm 2021, và đặc biệt là có một phần là liên quan đến cái khối trong bệnh lý COVID cũng đang rất là thời sự tại Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn Thạc sĩ Hải. Và như vậy thì trước khi mà chúng ta đi vào tiếp sóng chương trình, thì các đồng nghiệp nhớ rằng là sau khi cái chương trình tiếp sóng của khu vực kết thúc thì phía đầu cầu Việt Nam chúng ta chưa ngưng, mà chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thảo luận hỏi đáp để làm rõ hơn các cái vấn đề mà các đồng nghiệp thu nhận được trong cái buổi hội thảo và buổi truyền trực tiếp từ các chuyên gia trong khu vực. Xin cảm ơn các đồng nghiệp. Hình như là thầy Dũng ơi, báo cáo thầy là hình như là chưa đến giờ đúng không thầy? Trong chương trình là 5:30 là bắt đầu khu vực. Dạ, dạ.
Và các đồng nghiệp nào chúng ta cũng chuẩn bị những cái câu hỏi mà live feedback mà... thrombosis management meeting 2021. I'm Dr. Abhay. Kính chào tất cả quý vị. Tôi sẽ là hướng dẫn viên của chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cách làm sao có thể bảo vệ bệnh nhân bị ung thư, ngăn ngừa những huyết khối tĩnh mạch. Các bạn có thể gửi cho chúng tôi các câu hỏi qua cái mục Q&A nằm ở góc dưới phía bên tay phải của màn hình của các bạn. Trước khi đi vào phiên chính thức, chúng tôi sẽ có một số câu hỏi với các cử tọa và xin mời các bạn tham gia các câu hỏi này. Các bạn vui lòng vào cái phần ứng dụng câu hỏi thăm dò. Đây là các câu hỏi để đánh giá sự hiểu biết và trình độ của quý vị liên quan tới việc phòng chống huyết khối, liên quan tới ung thư, và các câu trả lời chính xác sẽ được cung cấp sau khi tham dự hết phiên đào tạo. Xin bộ phận kỹ thuật cho câu hỏi thứ nhất. Can we see the first question? Câu hỏi thứ nhất như sau. The first question is that how likely would you be to consider a NOAC? Các bạn sẽ cân nhắc sử dụng NOAC đối với những người bệnh nhân bị huyết khối liên quan tới ung thư. Rất có thể, hoặc là không bao giờ, vân vân. Thì xin các bạn vui lòng lựa chọn. Câu hỏi thứ hai, loại NOAC nào sau đây sẽ được lựa chọn cho các bệnh nhân bị huyết khối liên quan ung thư? Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, Edoxaban. Can we go to the second question? Xin bộ phận kỹ thuật cho quay trở lại câu hỏi thứ hai. Nick, I'm unable to see the second question. Tôi chưa thấy câu hỏi thứ hai. Đây là câu hỏi thứ nhất. Khả năng bạn sẽ kê toa sử dụng NOAC để điều trị huyết khối có liên quan đến ung thư. Lựa chọn thứ nhất rất có khả năng và ít có khả năng. Câu hỏi thứ hai, các bạn sẽ lựa chọn loại NOAC nào đối với các bệnh nhân bị huyết khối do ung thư. Các bạn sẽ lựa chọn Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, vân vân để điều trị những bệnh nhân mà bị huyết khối liên quan đến ung thư. Hy vọng là các bạn đã bầu chọn. Trong cái bài báo cáo này thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái nội dung. Hôm nay chúng ta sẽ nhấn mạnh vai trò của các loại thuốc NOAC, đặc biệt là sử dụng cho những bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch liên quan đến ung thư, chia sẻ với các bạn những dữ liệu lâm sàng nếu có. Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe các báo cáo viên khách mời. Các báo cáo viên, thí dụ như giáo sư Ai, giáo sư y khoa về huyết học tại Áo, sẽ trình bày cho chúng ta với đề tài bảo vệ cuộc sống cho những bệnh nhân bị huyết khối liên quan đến ung thư. Các phiên kế tiếp, chúng ta sẽ cùng thảo luận những ca lâm sàng và trình bày tương tác cùng với các chuyên gia, thí dụ như giáo sư Ai, giáo sư Shao đến từ Đài Loan, giáo sư tại bộ môn ung bướu học tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, cũng là giáo sư Pantep đến từ Thái Lan. Sau đó, chúng ta sẽ có một bài báo cáo đặc biệt liên quan tới xử trí VTE ở bệnh nhân COVID-19. Báo cáo viên trình bày là giáo sư Alexander Cohen. Ông ấy làm việc tại London, Vương quốc Anh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu
Bài báo cáo thứ nhất là giáo sư Sian Ai, giáo sư về y khoa và huyết học tại Đại học Vienna, Áo. Xin kính mời giáo sư. Hello and welcome. Xin kính chào tất cả quý vị đến với phiên thảo luận về bảo vệ cuộc sống cho bệnh nhân bị huyết khối liên quan đến ung thư. Tôi tên là Chen Ai và tôi là giáo sư huyết học tại Trường Đại học Y khoa Vienna tại Áo. Hôm nay tôi sẽ báo cáo về câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ các bệnh nhân bị huyết khối liên quan tới ung thư không bị tái phát do huyết khối. Tại sao đây là một đề tài quan trọng? Bởi vì những bệnh nhân bị ung thư vào thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì họ có gặp rất nhiều vấn đề phức tạp. Họ đã phải trải qua các lịch trình điều trị khắc nghiệt và do đó họ cần những điều trị mà không có tạo thêm những gánh nặng. Họ cần những điều trị, thí dụ như là NOS. Đây là các loại thuốc kháng đông đường uống không vitamin K. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách gặp gỡ bệnh nhân tên là Deepa. Deepa là một phụ nữ 56 tuổi bị ung thư buồng trứng, bị mệt mỏi và cố gắng phải sử dụng rất là nhiều thuốc, giống như nhiều bệnh nhân khác. Thì Deepa chỉ muốn hoàn tất cái liệu pháp điều trị ung thư. Những bệnh nhân như Deepa thì có cái nguy cơ cao bị huyết khối liên quan ung thư và tỷ lệ tái phát VTE ở những bệnh nhân này mà có ung thư là gấp từ 2 cho tới 9 lần cao hơn so với những bệnh nhân không ung thư. Tỷ lệ tái phát cũng có liên quan tới gia tăng nguy cơ tử vong gấp 3 lần. Làm thế nào chúng ta có thể bảo đảm những bệnh nhân như Deepa được bảo vệ? Mặc dù việc xử trí cho những bệnh nhân bị huyết khối liên quan ung thư có thể là khó khăn, nhưng có rất nhiều các bằng chứng cho thấy rằng các loại thuốc như NOS có thể làm giảm tỷ lệ bị VTE ở các bệnh nhân bị huyết khối liên quan ung thư. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn vào các nghiên cứu này. Đầu tiên, chúng ta có nghiên cứu Caravaggio. Đây là nghiên cứu mới được công bố. Đây là nghiên cứu nhãn mở, chia ngẫu nhiên, chứng minh không thua kém, được thiết kế để đánh giá hiệu quả và an toàn của apixaban so với danteparin. Đây là một loại heparin trọng lượng phân tử thấp để điều trị cho thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở các bệnh nhân bị ung thư. Có hơn 1.000 bệnh nhân đã được chia ngẫu nhiên và kết cục chính của nghiên cứu này đó là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát trong vòng 6 tháng. Các kết quả cho thấy apixaban sử dụng đường uống là không thua kém so sánh với danteparin tiêm dưới da để điều trị huyết khối liên quan đến ung thư. Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát xảy ra 5,6% bệnh nhân trong nhóm apixaban và 7,9% các bệnh nhân trong nhóm sử dụng danteparin. Kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét một cái nghiên cứu rất là thú vị, đó là nghiên cứu SELECT-D. Đây là một nghiên cứu đa trung tâm, nhãn mở, chia ngẫu nhiên, được thiết kế để đánh giá hiệu quả và an toàn của rivaroxaban so sánh với heparin trọng lượng phân tử thấp, danteparin cho việc điều trị của VTE ở các bệnh nhân bị ung thư. Có hơn 400 bệnh nhân đã được chia ngẫu nhiên và kết cục chính của nghiên cứu này là tái phát VTE trong vòng 6 tháng. 18 bệnh nhân trong nhánh sử dụng danteparin và 8 bệnh nhân trong nhánh sử dụng rivaroxaban đã xảy ra VTE trong vòng 6 tháng đầu của nghiên cứu này. Tỷ lệ biến cố cộng dồn tại thời điểm 6 tháng cho các bệnh nhân sử dụng danteparin là 11% so với 4% ở các bệnh nhân sử dụng rivaroxaban, với việc giảm nguy cơ tuyệt đối là 7%. Nghiên cứu SELECT-D là nghiên cứu duy nhất trong tất cả các loại NOS so sánh với heparin trọng lượng phân tử thấp được công bố cho tới nay, cho thấy giảm có ý nghĩa về tỷ lệ tái phát VTE ở các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan đến ung thư được điều trị bằng NOS. Số lượng cần được điều trị để có thể phòng ngừa một lần tái phát VTE là 14. Dĩ nhiên, việc điều trị hiệu quả các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan đến ung thư đòi hỏi một cái điều trị phải được chứng minh là giảm được tỷ lệ tái phát VTE.
mà không có gây ra làm tăng thêm những nguy cơ bị xuất huyết. Bây giờ chúng ta xem thử cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ xuất huyết trong các nghiên cứu này. Trong nghiên cứu Caravaggio, nó xảy ra 0% ở trong nhánh sử dụng apixaban. Tỷ lệ xuất huyết trong vòng 6 tháng là 0,5% ở trong nhánh dantoprazin và 0,5% trong nhánh sử dụng rivaroxaban, cũng có tỷ lệ thấp xảy ra xuất huyết lớn trong cả hai nghiên cứu 3,8% đối với apixaban trong nghiên cứu Caravaggio và 6% đối với rivaroxaban trong nghiên cứu Silacdi. Những dữ liệu này cho thấy rằng NOAC có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại tái phát thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà không làm tăng nguy cơ bị xuất huyết ở các bệnh nhân bị huyết khối liên quan đến ung thư. Đồng thời, nó cũng bảo đảm cho chúng ta rằng những cái xuất huyết mà đáng sợ nhất gây ra tử vong là rất thấp. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tự tin, có thể điều trị những bệnh nhân huyết khối liên quan đến ung thư bằng cách sử dụng NOAC. Nhưng liệu chúng ta có thể so sánh trực tiếp giữa các nghiên cứu Silacdi và nghiên cứu Caravaggio hay không? Chắc chắn là không. Hai nghiên cứu này có một số những cái khác biệt then chốt trong dân số bệnh nhân chọn lọc ở đầu vào, khiến cho việc so sánh trực tiếp là khó khăn. Nghiên cứu Silacdi là nghiên cứu duy nhất được dành cho các bệnh nhân có ung thư đang tiến triển. Có ít bệnh nhân hơn ở trong nghiên cứu Caravaggio được điều trị ung thư ở đầu vào nghiên cứu so sánh nghiên cứu Silacdi. Nghiên cứu Silacdi cũng tuyển vào một tỷ lệ cao hơn các bệnh nhân có ung thư đường tiêu hóa trên nguyên phát so sánh với nghiên cứu Caravaggio. Tỷ lệ của thuyên tắc phổi là cao hơn trong nghiên cứu Silacdi so sánh nghiên cứu Caravaggio. Do đó, chúng ta không thể kết luận rằng một loại NOAC này là tốt hơn so với một loại khác. Nếu như chúng ta không có các nghiên cứu so sánh đối đầu trực tiếp, điều này đã được đề cập tới trong một bài xã luận đăng trên tờ Science New England Journal of Medicine của bác sĩ Anaclis. Trong vòng hơn 10 năm qua, người ta đã có rất nhiều các kinh nghiệm lâm sàng với rivaroxaban là các bệnh nhân bị huyết khối liên quan tới ung thư. Có nghĩa rằng chúng ta có một cái khối lượng bằng chứng nhiều hơn so với bất kỳ loại NOAC nào trong chỉ định này. Hơn nữa, một trong những mục tiêu chính của chương trình Callisto khi sử dụng rivaroxaban đó là đặt bệnh nhân là trung tâm. Đó là lý do tại sao mà nó bao gồm các nghiên cứu chuyên tâm dành riêng khảo sát về sự hài lòng của điều trị, ưa thích của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị ung thư. Bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ tại sao điều quan trọng là chúng ta phải cân nhắc sự hài lòng với điều trị, sự ưa thích của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống khi chúng ta chọn mặt gạch vàng cho điều trị NOAC. Như đã đề cập hồi nãy, có nhiều những cái thách đố khi liên quan tới việc điều trị cho những bệnh nhân như DIPA mà đang phải trải qua điều trị về ung thư. Thông thường là họ đã phải điều trị rất là nhiều bước về ung thư. Do đó, sự không tuân thủ đối với các điều trị kháng đông dài hạn có thể là một vấn đề. Họ thường bị mệt mỏi và chúng ta cũng không có đủ các thông tin về sự ưa thích của bệnh nhân, chẳng hạn như đường sử dụng thuốc, tần suất sử dụng thuốc, có cần phải có sự tương tác với lại thực phẩm, rượu, cũng như là cái quãng đường để đi gặp bác sĩ. Nghiên cứu COSMO mà tôi rất thích vì nhiều lý do đã được thiết kế để giải quyết những cái khó khăn này bằng cách đề cập tới các kết cục được bệnh nhân báo cáo ở các bệnh nhân bị ung thư, được lên lịch trình để chuyển sang rivaroxaban sau khi đã sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là các điều trị kháng vitamin K trong ít nhất 4 tuần cho việc điều trị huyết khối có liên quan tới ung thư. Có 3 bộ câu hỏi đã được thực hiện trong cái nghiên cứu này để đo lường sự hài lòng đối với điều trị, chất lượng cuộc sống liên quan đến y tế và sự ưa thích của bệnh nhân. Nghiên cứu COSMO cho thấy có sự cải thiện một cách đáng kể về sự hài lòng đối với điều trị kháng đông khi sử dụng rivaroxaban và cho thấy có cải thiện liên tục tại mỗi một thời điểm. Có sự cải thiện liên tục được ghi nhận ở cái thang điểm đánh giá về độ mệt mỏi của bệnh nhân
Tăng điểm này trở nên quan trọng sau khoảng 4 tuần. Nghiên cứu DCE cũng cho thấy rằng các bệnh nhân mà bị huyết khối có liên quan tới ung thư thì họ thích một loại kháng đông đường uống hơn so sánh với các loại heparin trong lượng phân tử thấp phải tiêm chích. Đồng thời, bệnh nhân cũng rất ưa thích việc sử dụng ngày một lần. Hiệu quả và an toàn ổn định của rivaroxaban trong những thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và các nghiên cứu đời thực đã được công nhận trong rất nhiều các hướng dẫn về việc xử trí các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan đến ung thư, thí dụ như các khuyến nghị của ISTH, khuyến nghị của Hiệp hội Hoa Kỳ, ASCO, khuyến nghị của ITAC và NCCN, cũng như Hiệp hội Hội Tim Mạch Châu Âu và ESH, tức là Hội Huyết học Hoa Kỳ. Những hướng dẫn điều trị mới được công bố gần đây nhất vào tháng 2 năm nay là của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ, ESH. Hướng dẫn này phân chia cái liệu trình điều trị bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà có liên quan tới ung thư thành 3 giai đoạn. Điều trị ban đầu trong vòng những tuần đầu khi có chẩn đoán. Điều trị ngắn hạn từ 3 cho tới 6 tháng kể từ khi chẩn đoán và điều trị dài hạn, tức là sau 6 tháng kể từ khi có chẩn đoán. Chỉ có hai loại nữa, đó là apixaban và rivaroxaban là đã được phê duyệt cho cái giai đoạn điều trị ban đầu. Đối với điều trị ngắn hạn thì cái hướng dẫn của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ cho thấy rằng nên sử dụng các loại NOAC như apixaban, edoxaban hoặc là rivaroxaban ưu tiên hơn so sánh với heparin trong lượng phân tử thấp ở các bệnh nhân mà đang có ung thư và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau 6 tháng kể từ khi chẩn đoán và cần phải có điều trị kháng đông dài hạn để dự phòng thứ phát kéo dài hơn 6 tháng thay vì là điều trị ngắn hạn. Người ta khuyến nghị là điều trị từ 3 cho tới 6 tháng. Kháng đông dài hạn cũng có thể dừng khi mà bệnh nhân không còn có nguy cơ cao bị VTE tái phát nữa. Chẳng hạn một thí dụ đó là khi họ đã thoái triển, lùi bệnh hoàn toàn ung thư hoặc là bệnh nhân đang chỉ còn vài tuần nữa là qua đời. Tóm lại, việc phòng ngừa huyết khối có liên quan tới ung thư là một khía cạnh quan trọng của việc điều trị ung thư. Chúng ta có rất nhiều các bằng chứng ủng hộ cho việc sử dụng NOAC ở huyết khối có liên quan tới ung thư. Rivaroxaban có khối lượng bằng chứng lớn nhất trong tất cả các loại NOAC ở các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan tới ung thư. Rivaroxaban là loại NOAC duy nhất có các nghiên cứu đã được dành riêng để tìm hiểu về sự hài lòng đối với điều trị, sự ưa thích của bệnh nhân và chất lượng của cuộc sống của bệnh nhân có bị ung thư. Và hiệu quả cũng như là tính an toàn ổn định của rivaroxaban trong các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên và các nghiên cứu đời thực đã được công nhận trong rất nhiều những cái hướng dẫn điều trị về việc xử trí các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan đến ung thư. Rivaroxaban có thể cung cấp sự bảo vệ chống lại thuyên tắc huyết khối ung thư ở những bệnh nhân như CODIPA mà không làm tăng thêm nguy cơ bị xuất huyết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã chú ý lắng nghe và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có buổi hội nghị tốt đẹp. Thank you, Professor I. Xin cảm ơn giáo sư Sĩ Hàn, một bài báo cáo rất là tuyệt vời. Theo chỗ tôi hiểu từ cái báo cáo của giáo sư, khi chúng ta xem xét chất lượng cuộc sống có liên quan tới y tế của những bệnh nhân bị ung thư, thì đa số các bệnh nhân đều thích sử dụng một loại kháng đông đường uống so sánh với loại chích phong ạ. Và rất may là chúng ta đã có các loại thuốc NOAC để sử dụng trong thực hành lâm sàng. Chúng ta biết rằng khi sử dụng NOAC thì tỷ lệ tái phát của thuyên BTE cũng như là xuất hiện huyết khối và xuất huyết là thấp hơn so sánh với heparin. Giáo sư cũng cho biết là chúng ta không thể so sánh các nghiên cứu này với các nghiên cứu khác nếu như chúng ta không có các nghiên cứu so sánh đối đầu trực tiếp vì nó khác biệt về cách thiết kế và dân số đầu vào. Giáo sư cũng đã đề cập tới cái thời lượng về điều trị theo các hướng dẫn. Tôi đã có một số câu hỏi và tôi xin
gửi các câu hỏi từ phía cử tòa đến cho giáo sư. Câu hỏi đầu tiên, khi sử dụng NOAC hoặc là kháng vitamin K, nếu như ban đầu họ có rất nhiều các triệu chứng rầm rộ, thí dụ như là thuyên tắc phổi, thuyên tắc tĩnh mạch, vậy thì tôi nên sử dụng cái loại nào trước? Và thầy, về cơ bản, việc sử dụng tiêu sợi huyết kháng fibrin thì chúng ta chưa có nhiều những cái dữ liệu về việc sử dụng kháng fibrin ở những người bệnh nhân mà bị VT cấp mà có nguy cơ xuất huyết. Chúng nguy cơ xuất huyết là các bệnh nhân đó có thể rất là cao. Đầu tiên, chúng ta cần phải đánh giá cái nguy cơ tái phát và xảy ra VTE cũng như là thuyên tắc phổi, cũng như cái khả năng xuất huyết tiếp diễn nếu có. Chúng ta cần phải đánh giá những cái rủi ro và nguy cơ đó. Trong thực hành của tôi sẽ ngừng cái sử dụng khăn đông đường uống mà tôi sẽ chuyển qua heparin trong lượng phân tử thấp. Xin quý vị vui lòng thư lỗi, chất lượng đường truyền âm thanh nó chưa được tốt lắm. Có thể và chúng tôi đo các yếu tố kháng 10A để có thể theo dõi kết quả điều trị. Xin cảm ơn giáo sư Sihan. Đối với các bệnh nhân mà bị thuyên tắc huyết khối mà liên quan tới ung thư, thì nếu mà xài tiêu sợi huyết thì tôi rất sợ có tình trạng bị xuất huyết, biến chứng xuất huyết, phải không ạ? Có một câu hỏi nữa. Thế còn những bệnh nhân ngoại trú mà bị ung thư thì như thế nào? Chúng ta cũng vẫn cần phải phòng ngừa huyết khối, nhưng mà nhiều khi chúng ta chờ nước đến chân mới nhảy. Vậy thì ông suy nghĩ như thế nào về việc dự phòng cho những bệnh nhân ngoại trú mà bị ung thư? Đây là một cái lĩnh vực, một cái đề tài lớn và rất là quan trọng. Lý tưởng, trong thế giới mà lý tưởng mà tốt nhất, thì chúng ta cần phải dự phòng những cái biến chứng, biến cố đó xảy ra ngay từ đầu. Bởi vì thực ra huyết khối mà liên quan tới ung thư là một cái biến cố có thể dự phòng được. Trong những năm gần đây, đã có một số các nghiên cứu đẩy mạnh về cái việc dự phòng nguyên phát cho những bệnh nhân này. Chúng ta đã có 2 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên dựa trên việc đánh giá nguy cơ của bệnh nhân. Các nghiên cứu này đã được chứng minh cho thấy ở những bệnh nhân có nguy cơ từ trung bình cho tới cao, người ta sử dụng cái thang điểm là Coronos, thì những bệnh nhân này có thể được có lợi khi sử dụng phòng ngừa nguyên phát bằng NOAC. Đây có thể đem tới những cái thay đổi trong thực hành lâm sàng. Có thể người ta sẽ cập nhật trong nay mai trong những hướng dẫn điều trị theo kinh nghiệm của tôi, cũng như kinh nghiệm của các đồng nghiệp khác trên thế giới. Tôi có thêm một câu hỏi nữa. DOAC ở các bệnh nhân bị rung nhĩ thì chúng ta đã sử dụng một thời gian rất lâu rồi. Chúng ta có những dữ liệu an toàn để sử dụng DOAC ở các bệnh nhân huyết khối ung thư không? Trong một khoảng thời gian dài giống như các bệnh nhân bị rung nhĩ vậy đó, chúng ta có dữ liệu về an toàn không? Các nghiên cứu mà tôi đã thảo luận trong cái thời lượng điều trị là 6 tháng. Tuy nhiên, trong một cái nghiên cứu, thì thực sự ra người ta có thể điều trị tới 12 tháng lần. Và cho thấy là an toàn. Những người bệnh nhân mà bị thuyên tắc phổi hoặc là VTE vẫn tiếp tục sử dụng rivaroxaban so sánh với nhóm đối chứng. Khi họ tiếp tục điều trị thêm 6 tháng nữa, thì cái tỷ lệ xảy ra tái phát là thấp. Và khi họ ngừng sử dụng rivaroxaban, thì gia tăng trở lại cái nguy cơ bị huyết khối. Xin rất tiếc là các bệnh nhân ung thư đó thì họ không có sống dài, cho nên chúng ta chưa có được các nghiên cứu
mà kéo dài hơn 12 tháng, đặc biệt là những bệnh nhân mà có tiên lượng rất xấu về trong cái bệnh lý ung thư của họ. Có lẽ là chúng ta khó mà có được một cái bộ dữ liệu dài hạn phòng ngừa thứ phát cả chục năm giống như trong những cái dân số của bệnh nhân rung nhĩ. Xin cảm ơn giáo sư, xin cảm ơn về các câu trả lời. Bây giờ tôi sẽ qua cái phiên kế tiếp. Trong phiên kế tiếp, chúng ta sẽ khảo sát về các ca lâm sàng. Và chúng tôi xin gửi tới các bạn một ca lâm sàng thực sự mà tôi đã gặp trong thực tế. Bây giờ chúng ta vào trong cái phòng khám và gặp gỡ bệnh nhân trong thực hành lâm sàng. Đây là ca lâm sàng của tôi. Đây là bệnh nhân nam, 56 tuổi. Bệnh nhân vào với bệnh cảnh là bị đau đột ngột và sưng nề cái chân trái, không bị khó thở. Bệnh nhân được chẩn đoán là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu chân trái khi làm siêu âm vi Doppler. Tình cờ thì siêu âm cũng thấy có rất là nhiều các hạch bạch huyết ở cái vùng hạch bẹn bên trái. Chụp PET CT toàn thân cho thấy có rất nhiều hạch bạch huyết ở cả hai bên cơ hoành. Sinh thiết hạch bạch huyết cho thấy đây là một bệnh nhân bị lymphoma tế bào B lớn lan tỏa, lymphoma dạng nông Hodgkin. Bệnh nhân này được lên kế hoạch để hóa trị theo phác đồ R-CHOP. Bệnh nhân này bị tiểu đường và tăng huyết áp, nhưng mà kiểm soát không có tốt. Bệnh nhân này trước đây đó thì cũng có hoạt động. Bệnh nhân làm việc trong một công ty công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã hơn 10 năm rồi. Bệnh nhân hiện đang được điều trị bằng metformin 1 gram ngày 2 lần để điều trị tiểu đường, valsartan 5 mg ngày 1 lần để điều trị tăng huyết áp, vitamin và kháng oxy hóa. Bây giờ chúng tôi xin vào câu hỏi thứ nhất. Hy vọng là quý vị có thể thấy câu hỏi thứ nhất của tôi. Câu hỏi thứ nhất như sau. Lưu ý rằng đây là bệnh nhân đã bị huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân trái trên cái nền tảng lymphoma tế bào B lớn lan tỏa lymphoma không Hodgkin, thì quý vị sẽ sử dụng loại thuốc nào? Tôi sẽ sử dụng DOF. Như tại cơ sở của tôi, tất cả những bệnh nhân theo dạng này thì sẽ được điều trị ngoại trú, và vì vậy điều trị ngoại trú mà sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp thì rất là khó. Nhiều bệnh nhân ung thư cũng rất là ngần ngại không sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp tại nhà, cho nên tôi sẽ chỉ định NOAC hoặc DOAC ngay. Nhưng mà không phải loại NOAC hoặc DOAC nào cũng có thể áp dụng. Theo chỗ tôi thấy, chỉ có rivaroxaban và apixaban là phù hợp cho cái trường hợp này đối với những bệnh nhân này. Do đó, tôi nghĩ tôi sẽ chọn mặt gửi vàng vào hoặc là kê toa rivaroxaban hoặc là apixaban. Xin cảm ơn câu trả lời. Tôi xin phép qua câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp như sau. Chúng ta có phải cân nhắc tới tương tác giữa các loại thuốc khi đối với cái phác đồ hóa trị R-CHOP của bệnh nhân với cái loại kháng đông mà bạn sử dụng? Dĩ nhiên là chúng ta cần phải xem xét sự tương tác giữa thuốc về hóa trị với lại DOF, đặc biệt là các loại có liên quan tới hệ men cytochrome CYP3A4 hoặc là ảnh hưởng tới sự thanh thải của DOF qua huyết tương. Cái chỉ số điều trị của các loại DOF là rộng. Vì bệnh nhân này sẽ lên kế hoạch hóa trị là R-CHOP, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, hydroxychloroquine, hydrochloride và vancomycin, cũng như là prednisone. Cyclophosphamide có ức chế cytochrome 3A4.
hydroxy, donorubicin cũng có thể ảnh hưởng tới thanh thải protein. Vincristine cũng có thể ức chế CYP3A4 và prednisone cũng có thể ảnh hưởng. Chỉ có doxorubicin là có ảnh hưởng mạnh nhất. Sự tương tác này về mặt lý thuyết, hiện tại thì chưa có những cái dữ liệu lâm sàng về việc giảm liều hay là ngưng liều DOAC. Tại Thái Lan, thì chúng tôi đã có những cái nghiên cứu về dược động và dược lực ở các bệnh nhân sử dụng DOAC trên cái nền tảng R-CHOP. Và chúng tôi thấy việc sử dụng đồng thời có thể làm tăng cái nồng độ của rivaroxaban trong huyết tương. Lưu ý rằng phác đồ R-CHOP thì nó sử dụng mỗi 3 tuần một lần, do đó cái việc ảnh hưởng đối với nồng độ rivaroxaban chỉ là thoáng qua. Xin cảm ơn giáo sư Panter. Hy vọng là chúng ta có thể giúp đỡ các bệnh nhân bị ung thư và sử dụng đúng thuốc, đúng liều. Xin qua câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này sẽ dành cho giáo sư CNI. Ông sẽ định lượng hoặc là đánh giá khi một bệnh nhân sử dụng DOAC, thì một trong các câu hỏi thường gặp mà bệnh nhân tôi thường hay nêu ra là nếu như tôi xài DOAC, mạnh thì nó có thể có cái nguy cơ bị xuất huyết. Trong bài báo cáo, ông đã nói rằng cái nguy cơ xuất huyết thì nó thấp, nhưng làm thế nào tôi có thể trấn an bệnh nhân khi sử dụng một loại DOAC, thì cái nguy cơ bị xuất huyết là bao nhiêu và định lượng nó như thế nào? Đây là một câu hỏi quan trọng. Cái nguy cơ xuất huyết được xem là một trong các tác dụng phụ nghiêm trọng nhất khi chúng ta điều trị khăn đông. Và các bệnh nhân mà bị ung thư, có một số các tình huống mà cái nguy cơ xuất huyết nó có thể gia tăng. Ví dụ như bệnh nhân sử dụng các loại thuốc mà làm ảnh hưởng tới tủy của bệnh nhân. Các bạn cần phải kiểm tra số lượng tiểu cầu của bệnh nhân vì số lượng tiểu cầu có thể giảm. Mà ví dụ khi các bạn sử dụng phác đồ R-CHOP, có một số bệnh nhân có thể rơi vào tình huống xuất huyết. Nếu nghiêm trọng, nếu như chức năng thận của bệnh nhân bị suy giảm, nên các bạn cũng phải để ý chức năng thận của bệnh nhân luôn. Nhìn chung, cái nguy cơ xuất huyết thì khó mà định lượng được. Ngoài cái việc đánh giá về chức năng thận cũng như là đếm cái số lượng tiểu cầu là hai cái chỉ số mà mình có thể định lượng được. Tôi nêu ra cái câu hỏi này bởi vì giả sử như một bệnh nhân có bệnh lý gan mật đi hoặc là sơ gan thì việc cứ lựa chọn DOAC có thay đổi không? Dĩ nhiên, nếu như bệnh nhân có bệnh lý nền tảng là gan, chúng ta biết DOAC được chuyển hóa qua gan và một số loại DOAC có thể bị kéo dài cái khoảng thời gian biến dưỡng chuyển hóa của nó nếu như chức năng gan của họ suy giảm, đặc biệt là phân độ suy gan Chopper của họ là phân độ Chopper B hoặc là C. Do đó, chắc chắn là các bạn phải cân nhắc với chức năng gan của bệnh nhân. Thông thường, tôi sẽ làm việc xét và hội chẩn với lại bên các bác sĩ gan mật. Và chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp một và có hội chẩn. Bây giờ, chúng tôi xin kính mời giáo sư Cohen. Giáo sư Cohen có ý kiến gì hay không ạ? Giả sử những bệnh nhân có bệnh lý nền tảng gan mật thì giáo sư Cohen có ý kiến gì không? Quý vị có nghe tôi nói chưa? Tôi nghĩ rằng ở một bệnh nhân mà sử dụng DOAC thì cũng có cái nguy cơ tăng xuất huyết đối với các loại kháng đông khác. Chúng tôi đã thực hiện một số các khảo sát về dịch tễ học và dược lực học trong các bối cảnh khác nhau. Đặc biệt, ví dụ so sánh kháng vitamin K và DOAC. Ngay cả bệnh nhân mà bị bệnh lý gan mãn tính, các bệnh nhân sử dụng DOAC, thì họ vẫn có hai cái ích lợi lớn. Mặc dù trên cái thông tin kê toa, người ta có cái cảnh báo.
nhưng mà với các bằng chứng trong đời thường và lâm sàng cho thấy rằng DOF vẫn có vai trò ở bệnh nhân sử dụng bệnh nhân bị bệnh lý gan mật. Và cũng đặc biệt là chúng ta sử dụng DOF liều thấp là phù hợp ở các bệnh nhân có nguy cơ cao bị sốt huyết. Xin cảm ơn giáo sư Cohen. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi kế tiếp. Bệnh nhân dùng nạp với điều trị tốt. Xin nhắc lại, bệnh nhân dùng nạp điều trị tốt. Tuy nhiên, hiện tại khi kiểm tra lại thì thấy tiểu cầu của bệnh nhân bị tụt. Chuyện này cũng hay xảy ra các bệnh nhân sử dụng hóa trị. Một số các loại hóa trị nó ức chế tụy và ảnh hưởng tới số đếm tiểu cầu. Giả sử như số đếm tiểu cầu bây giờ giảm xuống còn 87.000 trong 1 mm khối. Câu hỏi này xin dành cho bác sĩ Shao. Cái số đếm tiểu cầu này có ảnh hưởng tới cái việc bác sĩ lựa chọn DOF hay không? Bác sĩ sẽ thảo luận với bệnh nhân như thế nào? Trong tất cả các nghiên cứu lâm sàng sử dụng DOF cho các bệnh nhân, thì thông thường họ sẽ phải tạm dừng cái điều trị nếu như số đếm tiểu cầu xuống dưới 50.000. Cho nên trong bối cảnh này, vì số đếm tiểu cầu là 87.000 vẫn trên 50.000, cho nên chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng điều trị DOF. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm của chúng tôi, bởi vì hóa trị vẫn tiếp tục diễn tiến, cho nên tiểu cầu có thể giảm xuống tiếp. Và vậy ở bệnh nhân này, tôi sẽ theo dõi rất sát cái số đếm tiểu cầu của bệnh nhân. Nếu như số đếm tiểu cầu mà nó giảm xuống 50.000, thì tôi sẽ tạm dừng DOF. Một số các hướng dẫn điều trị guideline cũng có đề cập là tiểu cầu có thể xuống tới 30.000, thì heparin trọng lượng phân tử thấp có thể được sử dụng. Nhưng nếu như giảm xuống nữa là không có loại kháng đông nào được sử dụng hết. Và dĩ nhiên chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân giảm tiểu cầu. Chúng ta điều trị cái nguyên nhân đó và giúp cho tiểu cầu nó tăng lên. Thậm chí là đôi khi chúng ta phải truyền tiểu cầu cho bệnh nhân. Song song nó vẫn phải tiếp tục điều trị kháng đông. Sau đây xin qua câu hỏi kế tiếp là câu hỏi số 5. Theo quý vị, lưu ý rằng đây là bệnh nhân 56 tuổi. Bệnh nhân này đã được chẩn đoán là lymphoma tế bào B lớn lan tỏa, lymphoma dạng không Hodgkin và khối tĩnh mạch sâu ở chân trái. Bệnh nhân đã có điều trị tốt. Kết quả chụp PET CT cho thấy bệnh nhân đã lùi bệnh hoàn toàn và đồng thời cũng giải quyết được toàn bộ cái huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân trái. Câu hỏi đặt ra như sau. Bây giờ quý vị sẽ xử trí như thế nào? Quý vị có còn tiếp tục điều trị kháng đông chống cái huyết khối tĩnh mạch sâu hay không? Chúng ta đã biết rằng cái huyết khối tĩnh mạch sâu dưới chân trái nó đã hết rồi và bệnh ung thư bệnh nhân đã lùi bệnh. Kết quả PET CT scan trước đây cho thấy bệnh nhân có nhiều hạch ở cả hai bên cơ hoành. Thông thường người ta sẽ đánh 6 chu kỳ R-CHOP đối với lymphoma như bệnh nhân này. Nếu như lymphoma của bệnh nhân lùi bệnh hoàn toàn mà không còn huyết khối ở chi dưới bên trái nữa và cái nguy cơ tái phát của huyết khối là thấp, thì lưu ý rằng trong hướng dẫn điều trị đó, chúng ta chỉ cần điều trị kháng đông khi mà ung thư còn đang diễn tiến hoặc có nguy cơ bệnh nhân cao. Đối với ca này thì chúng tôi sẽ ngừng. Và đặc biệt đối với bệnh nhân lymphoma thì cái tắc nghẽn cơ học do tình trạng hạch đó cũng có thể làm tăng đông cho bệnh nhân. Và dễ tạo huyết khối cũng phải cẩn thận cái đó. Tôi nghĩ rằng sẽ sử dụng điều trị kháng đông tối thiểu là 6 tháng. Và nếu như bệnh nhân ngưng không còn hóa trị nữa và bệnh lùi, tôi sẽ ngưng đồ ăn. Giả sử như bệnh nhân đã thấy là họ đã lùi bệnh rồi, kết quả không còn thấy ung thư nữa và dưới chân không còn huyết khối nữa mà quý vị vẫn còn tiếp tục muốn là sử dụng DOF 6 tháng thì làm sao để có thể giải thích cho bệnh nhân?
quý vị có kéo dài hơn sau 6 tháng hay không? Xin cảm ơn. Chúng tôi xin qua câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này xin dành cho giáo sư Xian Ai. Bệnh nhân đã có kết quả tốt với điều trị. Bệnh đã lui hết huyết khối dưới chân trái rồi. Bây giờ là đã 8 tháng sau khi kết thúc điều trị, nhưng bệnh nhân là bị tái phát huyết khối ở cùng cái chân trái luôn, trong khi vẫn đang sử dụng kháng đông. Vậy thì quý vị xử trí như thế nào? Quý vị, tôi muốn các bạn cùng suy nghĩ. Ở đây lưu ý là cùng một cái chân đó. Tại sao nó không xảy ra ở cái chân bên kia? Cái này nó có làm thay đổi cái suy nghĩ của quý vị hay không? Bệnh nhân này rõ ràng là đã bị DVT tái phát. Và tương tự như trong cái câu hỏi trước là nói rằng đã hết DVT rồi. Như vậy ở đây chúng ta có bằng chứng thực sự là bệnh nhân đã tái phát DVT. Vậy thì phải điều trị nó như một cái huyết khối mới và chúng ta áp dụng như trong guideline mà chúng ta đã thảo luận ngày hôm nay, vì nó đã xảy ra 6 tháng sau khi chúng ta ngừng cái điều trị. Đó là lý do thứ nhất, cơ sở thứ nhất. Như vậy các bạn có thể chọn chứ có bất kỳ cái lựa chọn nào. Các bạn có thể chọn heparin trọng lượng phân tử thấp rồi chuyển sang DOAC hoặc là bắt đầu ngay từ DOAC, ngay trực tiếp luôn, ví dụ như apixaban hoặc rivaroxaban. Nếu như cái tái phát này xảy ra cùng một chân, chúng ta cần phải coi lại tại sao nó lại tái phát ở cùng cái chân đó, coi lại coi bệnh nhân có tái phát cái hạch của cái bệnh lymphoma của bệnh nhân hay không. Vì lưu ý rằng một trong những dấu hiệu đầu tiên của lymphoma bệnh nhân này lúc mà bệnh nhân mới vô đó là DVT, rồi tình cờ đi làm siêu âm PET-CT mới lòi ra những cái hạch của lymphoma. Cho nên biết đâu coi chừng lần này là bệnh nhân tái phát lymphoma đó. Như vậy chúng ta cần phải chỉ định lại PET-CT phải không ạ? Và cần làm siêu âm các thứ này nọ để kiểm tra coi bệnh nhân có tái phát và các chỉ định huyết học nữa. Bây giờ xin qua câu hỏi kế tiếp. Tôi đặt câu hỏi này đối với tất cả các báo cáo viên. Khi mà chúng ta làm việc trong một cái bệnh viện là giáo sư, là bác sĩ v.v. thì tôi muốn xin phép hỏi quý vị là tại bệnh viện, tại trường đại học của bệnh nhân, của các bệnh viện của các bạn, cơ sở của các bạn có một cái chính sách cụ thể là bệnh nhân vào mà có huyết khối liên quan đến ung thư là bắt buộc phải điều trị có các phác đồ đàng hoàng, hay là cái việc quyết định điều trị hay không là do bác sĩ quyết định. Ở nơi mà tôi hoạt động đó, ở Ấn Độ đó, thì cái quyết định này là do thầy thuốc quyết định chứ không phải do cái phác đồ mà do bệnh viện quy định thành một cái tiêu chuẩn nhất định. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Chao là tại bệnh viện của ông đó có quy định đàng hoàng không? Cụ thể không? Bệnh viện của chúng tôi không có các phác đồ và cũng không có cái tiêu chuẩn bắt buộc. Tuy nhiên tại Đài Loan chúng tôi có bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế này chi phí cho tất cả những cái điều trị y tế. Chứ nếu như chính sách của Bảo hiểm y tế quốc gia nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái điều trị của chúng tôi. Hiện tại đối với huyết khối mà có liên quan tới ung thư thì Bảo hiểm y tế quốc gia nói rằng nên sử dụng DOAC càng sớm càng tốt. Do đó nếu như bệnh nhân mà muốn sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp thì bệnh nhân cũng vẫn có thể được chuyển sang DOAC sau khoảng 5 cho tới 10 ngày. Do đó tôi nghĩ rằng chúng tôi đó thì cái vai trò của bảo hiểm đóng một vai trò lớn và nó quyết định cái chỉ định điều trị. Xin mời giáo sư Bangkok Panther Thailand. Tại bệnh viện của tôi, chúng tôi cũng có một cái quy định là đối với các thầy thuốc điều trị huyết khối mà có liên quan tới ung thư, chúng tôi thường khuyên họ là lựa chọn các loại kháng đông, thí dụ như heparin trọng lượng phân tử thấp, warfarin hay là DOAC, dựa trên về cái loại khối bướu, dựa trên cái nguy cơ về xuất huyết
dựa trên về tỷ lệ hấp thu, tương tác thuốc với, và sự ưa thích của bệnh nhân. Đó là năm yếu tố chính và cơ bản. Sau đó chúng tôi thảo luận với bệnh nhân. Cái sự lựa chọn ưa thích của bệnh nhân là yếu tố quyết định chính tại bệnh viện của tôi. Thì chúng tôi là một cái trung tâm ung bướu lớn và chúng tôi không có cái quy định tiêu chuẩn phác đồ một cách rõ ràng tiêu chuẩn hóa về việc điều trị huyết khối. Chủ yếu là do quyết định của các thầy thuốc riêng. Đối với các bệnh nhân bị ung thư đó, thì gánh nặng bệnh của họ rất là nhiều. Họ có nhiều các biến chứng. Và vì vậy, việc đánh giá họ là phải dựa trên từng cơ sở và cá thể hóa điều trị. Một số các cơ sở của nước chúng tôi mà điều trị ung thư đó thì họ thành lập riêng những cái phòng khám mà chuyên điều trị huyết khối liên quan tới ung thư. Tôi nghĩ rằng cần phải cá thể hóa điều trị. Xin cảm ơn về tất cả câu trả lời của quý vị. Chắc hẳn rằng tất cả các cử tọa cũng rất là hài lòng với những ý kiến đóng góp của quý vị. Tôi đã có nhận được một số câu hỏi từ phía cử tọa. Liệu hóa trị của bệnh nhân này có làm tăng thêm cái nguy cơ huyết khối hay không? Chúng ta biết rằng nó ảnh hưởng tới các cơ chế về sinh lý bệnh. Tôi nghĩ rằng cái phác đồ R-CHOP đối với một số các loại hóa trị khác có thể làm tăng thêm cái nguy cơ. Như vậy, tùy thuộc vào cái loại hóa trị mà bệnh nhân sử dụng. Không những chỉ có hóa trị, mà chúng ta biết những cái loại điều trị khác, thí dụ như các loại thuốc ức chế điểm gác miễn dịch ở trong liệu pháp ung thư, ngoài hóa trị cũng có thể có tương tác. Nhìn chung, các loại thuốc chống ung thư nói chung là có thể làm tăng các yếu tố nguy cơ đối với các bệnh nhân này. Và liều lượng của NOAC thì không thay đổi, phong à. Thông thường là chúng ta sử dụng liều chuẩn. Không biết là hiện tại có những cái thay đổi nào không? Chúng ta cần phải cân nhắc cá thể hóa đối với từng loại ung thư. Có một câu hỏi nữa từ phía cử tọa như sau. Bệnh nhân mà trong giai đoạn cuối của ung thư rồi, mà bị VTE, mà là bị đau nhức nữa. Vậy thì có cần sử dụng kháng đông ở bệnh nhân này hay không? Thí dụ như kháng đông mà đi kèm với lại opioid để giảm đau. Tôi đã sử dụng nhà kiểu như vậy nhưng mà không biết các đồng nghiệp thì có ý kiến như thế nào. Tôi không biết là có sự tương tác nào hay không giữa các loại chống huyết khối và opioid. Nhưng ở những bệnh nhân như vậy thì tôi nghĩ cái điểm quan trọng nhất là điều trị kháng đông vì cái đau nhức đó là nó bị gây ra do cái cục máu đông ở phổi hoặc là dưới chân. Và chúng ta biết điều trị chống huyết khối là một yếu tố quan trọng. Nó giúp làm giảm cái gánh nặng về bệnh tật và tử vong của bệnh nhân. Và vì vậy, thông thường, bệnh nhân cũng có thể có cái tình trạng bị đau nhức. Do đó, opioid là một cái lựa chọn mà chúng ta có thể cân nhắc. Việc sự trị đau là quan trọng ở các bệnh nhân bị ung thư. Một cái điểm cần lưu ý là cần tránh sử dụng kháng viêm không steroid NSAID khi đang sử dụng kháng đông để làm giảm thiểu cái nguy cơ bị xuất huyết. Đối với opioid thì không sao. Nhưng mà tránh NSAID thôi. Tránh sử dụng kháng viêm không steroid. Có một câu hỏi khác. Có một số các bệnh nhân mà vào phòng cấp cứu họ có nguy cơ cao hơn khi sử dụng một số loại NOAC nhất định. Câu hỏi như sau.
Nếu như có một cái chống chỉ định nào không đối với ung thư đường tiêu hóa, thì quý vị có sử dụng NOAC hay không? Tôi có đọc một cái báo cáo từ bên phía Mayo Clinic và họ khảo sát tất cả các loại NOAC khác nhau và cũng không có thấy ghi nhận cái nguy cơ xuất huyết của một loại NOAC này cao hơn một loại NOAC khác. Nhưng tôi không biết ý kiến của các đồng nghiệp khác. Quý vị suy nghĩ như thế nào về việc xuất huyết đường tiêu hóa khi sử dụng NOAC, đặc biệt là ung thư nguyên phát đường tiêu hóa? Xin bắt đầu với giáo sư Sien. Chúng ta đã biết những cái dữ liệu trong thực hành của tôi. Đây là một quyết định chung mà bệnh nhân cũng cần phải được thông báo, đồng thời cần phải có hội chẩn với bên phía ung thư đường tiêu hóa về ích lợi, cũng như các nguy cơ của NOAC có thể xảy ra. Tỷ lệ tái phát mà chúng ta muốn kéo giảm khi chúng tôi xem trong những phân tích gồm số của các loại NOAC thì thấy cái nguy cơ xuất huyết là thấp. Một trong những mục tiêu là để phòng ngừa sự tái phát. Xuất huyết đường tiêu hóa có thể làm tăng cái nguy cơ bệnh tật và tử vong của bệnh nhân. Và vì vậy, đây là một cái quyết định chung, thông báo và cần lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng ta cần có sự hội chẩn và ý kiến đóng góp của các chuyên khoa khác. Tôi đồng ý là chúng ta cần phải thảo luận với bệnh nhân. Nếu như một bệnh nhân có ung thư đường tiêu hóa đang diễn tiến, cái nguy cơ xuất huyết có thể cao hơn khi sử dụng NOAC. Tuy nhiên, sau khi điều trị hoặc là phẫu thuật chẳng hạn, cái khối bướu nó nhỏ, bệnh nhân thích sử dụng cái loại thuốc đường uống, thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng NOAC nếu như chúng ta đã phẫu trị lấy cái khối bướu ra rồi. Ung thư đường tiêu hóa bao gồm rất là nhiều các loại ung thư khác nhau. Tôi cho rằng chỉ có ung thư đường tiêu hóa trên với cái tổn thương đang diễn tiến là làm tăng cái nguy cơ bị xuất huyết cao khi sử dụng NOAC. Đối với các loại ung thư đường tiêu hóa khác, thí dụ như ung thư gan hoặc là ung thư đại trực tràng, thì tôi cho rằng không có làm tăng nguy cơ bị sử dụng NOAC. Đối với tôi, đa số bệnh nhân của tôi mà bị ung thư đại trực tràng hoặc là ung thư trong gan, chúng tôi vẫn vô tư sử dụng NOAC như thường. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Chúng ta đã học hỏi được rất nhiều. Chúng ta cần phải lựa chọn đúng bệnh nhân, đặc biệt những cái bệnh nhân sử dụng hóa trị, những cái bệnh nhân có các loại thuốc khác. Chúng ta cần phải tương tác, tư vấn cho bệnh nhân, cung cấp đầy đủ thông tin cho bệnh nhân, sử dụng tất cả những cái xét nghiệm theo dõi tiểu cầu, tìm cái căn nguyên về gây huyết khối. Và nếu cần, có thể cần phải xây dựng những cái chính sách hoặc là các phác đồ điều trị trong các bệnh viện. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tham gia. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phiên kế tiếp. Cái phiên kế tiếp, báo cáo viên sẽ là bác sĩ Alexander Cohen, bác sĩ chuyên khoa về mạch máu cũng như là huyết học tại Bệnh viện Guy's và St. Thomas tại Đại học King's College, London. Xin kính mời giáo sư Alexander Cohen. Bàn về việc xử trí VT ở bệnh nhân COVID-19. Xin cảm ơn, kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi rất hân hạnh được tham gia cùng quý vị ngày hôm nay. Bài báo cáo ngày hôm nay có liên quan tới xử trí VTE ở bệnh nhân COVID-19. Chúng ta đã học hỏi được những cái gì? Thực sự chúng ta đã học hỏi được rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ để tôi điều chỉnh và chia sẻ cái màn hình và slide với các bạn. Chắc là tôi phải thay đổi cái slide qua cái slide kế. Đây là những cái chúng tôi nhận được những cái hỗ trợ về mặt nghiên cứu cũng như là những cái thù lao đi báo cáo. Không có cổ phần cổ phiếu. Xin qua slide kế. Điểm thú vị là khi chúng ta nhìn lại cái đại dịch, chúng ta đã biết có một cái phát biểu nổi tiếng của tác giả John Barry khi nói về cúm. Người ta nói rằng nếu như trộn giữa
chính trị và khoa học thì chúng ta sẽ có được cái chính trị học. Và trên nhiều khi chúng ta không có ghi nhận được những cái thông tin khoa học, một cái chính thức vì nó bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố chính trị. Trong bài báo cáo ngày hôm nay, tôi sẽ đề cập một cái ngắn gọn liên quan tới COVID-19, huyết khối và D-dimer, cũng như dự phòng huyết khối ở các bệnh nhân nằm khoa săn sóc đặc biệt, không hoặc là không săn sóc đặc biệt, bệnh nhân ngoại trú. Ngắn gọn thảo luận với các bạn về các phương hướng điều trị, cũng như là huyết khối ở những cái thiết bị mà chúng ta đường vào mạch máu. Và cuối cùng là bàn về việc tạo huyết khối giảm tiểu cầu do nguyên nhân vaccine. Khi chúng ta nói về huyết khối ở bệnh nhân COVID-19 thì nó có các biểu hiện đa dạng. Có một số người nói là có tình trạng vi huyết khối. Chúng ta cũng thấy các cục máu đông lớn, chúng ta thấy cả huyết khối tĩnh mạch cũng như huyết khối động mạch. Chúng ta thấy có những bệnh nhân bị đột quỵ, những bệnh nhân bị giảm oxy máu, bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim vừa có thể do giảm oxy máu, vừa do huyết khối. Xin qua slide kia. Cái câu hỏi mà cần được đặt ra đó là liệu chúng ta có ghi nhận thấy tình trạng bệnh lý nào mới không với COVID-19? Xin qua slide kia. Khi nhìn lại, thì người ta ghi nhận có mối tương quan giữa nồng độ D-dimer và chỉ số độ nặng của viêm phổi, PSI. Qua các dữ liệu này, đã kéo dài được hơn 15 năm trước đây, cho thấy viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Độ nặng của viêm phổi càng nặng bao nhiêu, thì bệnh nhân có số lượng D-dimer càng cao bấy nhiêu. Như vậy, đây không phải là hiện tượng mới, mà nó đã có từ trước. Chúng ta cũng ghi nhận mối liên quan giữa D-dimer và tử vong trong vòng 28 ngày ở các bệnh nhân có nghi ngờ nhiễm trùng hoặc là nhiễm trùng huyết. Cái khác biệt của huyết khối là nó xảy ra thường xuyên hơn với COVID-19 và huyết khối nó ảnh hưởng cả tĩnh mạch và động mạch và ảnh hưởng nhiều hơn so sánh với các bệnh nhân viêm phổi do cúm trong quá khứ trước đây. Một cái điểm quan trọng nữa cần lưu ý đó là chúng ta ghi nhận huyết khối ở cả động mạch và cả tĩnh mạch. Như đã mô tả hồi nãy, cái huyết khối động mạch có thể xảy ra ở những bệnh nhân còn tương đối là khỏe mạnh. Tần suất cao nhất của VTE hay gặp ở những bệnh nhân bị bệnh nặng là chuyện chúng ta đã thường thấy trong nhiều năm. Một số cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là cao tuổi, béo phì, ung thư, đã có tiền căn bị VTE, bệnh động mạch hoặc là đang nằm trong khoa ICU. Cần lưu ý rằng khi chúng ta suy nghĩ về các bệnh nhân ngoại trú, thì tần suất xảy ra VTE sau khi bệnh nhân ra viện tương đối thấp. Đây là kết quả của một số các nghiên cứu quan sát và đặc biệt cũng nhiều khi cũng hơi khó có được kết quả từ các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên ở các bệnh nhân được điều trị dự phòng VTE sau khi đã ra viện trong cái hoàn cảnh đại dịch này. Mặc dù cái biến cố nó có vẻ là thấp, nhưng khi bệnh nhân mà có tình trạng bị nhiễm trùng, bệnh nhân bình phục, vân vân, cái nguy cơ có thể nó không cao như trong cái giai đoạn cấp tính, cao hơn nếu như chúng ta có các bệnh lý động mạch. Đã có rất nhiều các nghiên cứu và đã có ảnh hưởng lớn trong việc can thiệp điều trị kháng đông ở các bệnh nhân nhập viện bị COVID-19. Tại sao như vậy? Câu trả lời chủ yếu đến từ các nghiên cứu quan sát. Nhiều khi chúng ta hay hoài nghi với các nghiên cứu quan sát, nhưng các nghiên cứu này cho chúng ta một số các thông tin rất là khả quan và đồng thời nó tạo ra những cái giả thuyết để chúng ta thực hiện các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Chẳng hạn như người ta khảo sát về tử vong và việc sử dụng heparin. Cái người sử dụng heparin là cột màu xanh dương và không sử dụng heparin là màu đỏ.
cho thấy việc sử dụng heparin là kéo giảm tỷ lệ tử vong. Trong cái nghiên cứu quan sát trong hình kế cũng cho thấy ở những bệnh nhân mà được thở máy, thông khí cơ học và đường cong sống còn của họ cũng ghi nhận cái sự khác biệt về sống còn ở các bệnh nhân có sử dụng khăn đông hoặc là không khăn đông. Bây giờ chúng ta xem thử một số các thử nghiệm lâm sàng khác, xem thử kết quả nó có khả quan như vậy hay không. Nếu như dự phòng huyết khối ở bệnh nhân COVID-19 thì người ta làm gì? Người ta đã đề xuất nhiều cách khác nhau, từ cái cách tiếp cận thông thường, cách tiếp cận trung gian và một số nơi đó thì người ta kết hợp, phối hợp cả hai cách này. Vì cái đợt bệnh nó thay đổi trong cái đại dịch COVID-19, có một số nơi là chỉ định sử dụng cái liều điều trị để dự phòng. Đây là kết quả tương đối là thất vọng ở các bệnh nhân nằm trong ICU mà cần phải thở ECMO. Và người ta khảo sát tỷ lệ tử vong cũng như là kết cục của bệnh nhân bởi các biến cố huyết khối và so sánh liều trung bình cũng như là liều chuẩn. Sự khác biệt không có nghĩa thống kê. Kết luận của các tác giả này là sử dụng liều thông thường, liều chuẩn là đủ rồi, không cần sử dụng liều cao hơn. Cũng có một số các nghiên cứu dựa trên các nền tảng khác nhau để xem xét các bệnh nhân nằm trong ICU. Có lẽ là họ đã chọn kết cục không có đúng. Họ muốn khảo sát cái sự khác biệt của các bệnh nhân mà được hỗ trợ các hệ cơ quan. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng ở trong dân số mà nằm trong ICU thì không ghi nhận sự khác biệt về số ngày mà không phải hỗ trợ sự sống. Và cái sự khác biệt về VTE là quan trọng. Xin mời slide kế. Đây là công trình tương tự được thực hiện ở những bệnh nhân mà bệnh nhẹ hơn không phải nằm ở ICU. Ở đây nếu như mà các bạn xem xét về tỷ lệ khác biệt cũng như thống kê, hai đường cong nó có tách rời một chút xíu. Tuy nhiên rõ ràng là không có đáng đồng tiền bát gạo khi chúng ta so sánh những người bệnh nhân mà sử dụng kháng đông dự phòng thông thường và những bệnh nhân sử dụng kháng đông theo liều điều trị. Do đó, ở trong guideline, người ta nói rằng có thể cân nhắc, có thể thôi cân nhắc cái liều điều trị dự phòng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mà bị COVID-19. Thú vị là có một số các thông tin được trình bày tại hội nghị tim mạch châu Âu. Nghiên cứu Michel được thực hiện tại Brazil. Họ xem xét một cái đoàn hệ nhỏ bệnh nhân. Họ khảo sát khoảng hơn 300 bệnh nhân và so sánh kết cục của các bệnh nhân mà có nguy cơ từ trung bình đến cao bị VTE. Trong cái tình huống này, họ có kết quả là giảm được một cách có ý nghĩa khi sử dụng rivaroxaban với liều lượng là 10mg, không ghi nhận tỷ lệ xuất huyết lớn ở cả hai nhóm. Như vậy, đây là một cái nhóm được chọn lọc kỹ. Nếu như chúng ta lựa chọn bệnh nhân một cách cẩn thận, thì rất là có ích lợi. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn đang phải chờ thêm các nghiên cứu có cơ mẫu lớn hơn. Như đã nói hồi nãy, chúng ta thấy các vị trí xuất huyết của bệnh nhân khác thường ở một số các vị trí không thường gặp. Ví dụ như xuất huyết ở tĩnh mạch, động mạch. Rồi những người bệnh nhân mà được tiêm các loại vaccine của Johnson & Johnson, những loại vaccine dựa trên ARN thông tin, vaccine dựa trên ADN, vaccine của AstraZeneca, v.v. Thông thường, nó dao động trong khoảng 14 ngày sau khi bệnh nhân được tiêm chủng vaccine. Bệnh nhân có huyết khối tại các vị trí khác thường nhưng mà lại giảm tiểu cầu, có tỷ lệ gia tăng về D-dimer, giảm fibrinogen.
lưu ý rằng cái nguy cơ mà xảy ra huyết khối của bệnh nhân nếu như mà không có được tiêm chủng thì thực ra nó còn cao hơn nữa và tỷ lệ tử vong còn cao hơn. Do đó trong tình huống này thì tiêm chủng vaccine vẫn an toàn. Tôi xin phép tổng kết các bài báo cáo ngày nay cho thấy rằng COVID-19, huyết khối và D-dimer, chúng ta không thấy nhiều thông tin mới. Đối với các bệnh nhân nằm ICU, việc dự phòng huyết khối, nằm ICU chúng ta dùng liều thông thường, không nằm ICU cũng dùng liều thông thường. Bệnh nhân ngoại trú thì không có sử dụng thường quy, nhưng mà chúng ta cân nhắc dựa trên từng trường hợp một có nguy cơ cao, nguy cơ thấp. Chúng ta cần phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của bệnh nhân. Các bệnh nhân mà không nằm ICU thì sử dụng liều chuẩn thông thường hoặc là liều trung bình. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải thảo luận với bệnh nhân. Chúng ta cần lưu ý những cái tương tác và thuốc và tiếp tục những cái điều trị đối với những người bệnh nhân mà xảy ra huyết khối sau khi tiêm chủng vaccine. Đây là nguy cơ nó thấp, nhưng mà cái ích lợi của chúng ta nhận được thì nó nhiều hơn. Cho nên vẫn nên tiếp tục được chủng ngừa. Chắc hẳn là COVID-19 nó vẫn tiếp tục chung sống với chúng ta trong nhiều năm sắp tới. Vậy vẫn cần được chủng ngừa, chứ đừng sợ huyết khối. Xin cảm ơn giáo sư Cohen về bài báo cáo rất là thú vị. Trong một khoảng thời gian ngắn, về cái vấn đề tiêm chủng vaccine mà xảy ra huyết khối, chúng ta biết rằng cái nguy cơ huyết khối gia tăng ở những bệnh nhân mà bị nhiễm COVID-19 và những bệnh nhân mà nằm bệnh viện. Thì chúng ta gặp khó khăn trong việc xử trí những bệnh nhân này. Có thể những bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan, giảm tiểu cầu, suy giảm nhiều cơ quan khác nhau. Nó giống như một cái mục tiêu di động ở trong bệnh viện vậy. Nó tiếp tục thay đổi. Giáo sư Cohen đã cho chúng ta thấy việc sử dụng các loại kháng đông, liều dự phòng, liều thông thường, cái liều chuẩn thông thường. Đối với các bệnh nhân béo phì, ví dụ như enoxaparin hoặc dantoparin, theo ông thì béo phì có phải là yếu tố cần cân nhắc không? Đây cũng là một yếu tố quan trọng. Anh nói đúng. Khi chúng ta suy nghĩ về cái liều chuẩn hoặc là liều trung bình, chủ yếu là thường hay sử dụng các bệnh nhân béo phì, những bệnh nhân có chỉ số khối cơ thể cao, hoặc là những bệnh nhân tăng huyết áp và tiểu đường cũng có thể bị ảnh hưởng. Do đó, quan điểm của tôi là chúng ta cần quay trở lại cái điều trị chuẩn. Thường chúng tôi sử dụng liều thấp hoặc là thông thường trước khi chúng ta sử dụng các liều điều trị. Sử dụng liều trung bình hoặc liều điều trị theo tôi là quá cao. Chúng ta chỉ nên áp dụng đối với những bệnh nhân mà béo phì mà cần có hội chẩn một cách đàng hoàng với các chuyên khoa khác. Đã có nhiều cái nghiên cứu đã được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Đối với những bệnh nhân mà trong giai đoạn vừa trung bình bị COVID-19, thì ông có thấy có ích lợi của việc sử dụng chống huyết khối bằng liều điều trị hay không? So sánh với bệnh nhân nặng hơn, ông có thấy là họ e ngại vì cái kết cục của bệnh nhân hay là e ngại vì lý do xuất huyết? Đây là một câu hỏi thú vị. Cái chuyện đầu tiên mà chúng ta cần phải cân nhắc là các bệnh nhân mà có nguy cơ trung bình mà nằm trong ICU. Họ bị sớm hơn trong cái giai đoạn đầu của căn bệnh. Và vì vậy ảnh hưởng tới cái điều trị của họ, ảnh hưởng tới cái việc mà họ phải sử dụng các hệ thống hỗ trợ cơ quan. Có một số người thì nói rằng can thiệp sớm thay vì để muộn, đừng để cho nước đến chân mới nhảy. Tuy nhiên, diễn tiến của COVID nó rất là nhanh. Có những bệnh nhân điều trị ngoại trú mà sau đó phải vào ICU. Kết lời đối với những bệnh nhân nằm ICU mà cần phải thở máy hoặc là cần can thiệp hỗ trợ cơ quan thì không có lợi nhiều vì cái nguy cơ xuất huyết nó tăng. Và việc sử dụng kháng đông
tại những bệnh nhân này là không có lợi nhiều. Do đó tôi cho rằng có thể sẽ có lợi nếu như chúng ta can thiệp kháng đông dự phòng sớm trong cái diễn tiến ban đầu của bệnh nhân. Do có lẽ ta cho tới nay thì chúng ta chưa có các nghiên cứu như vậy. Cái mà chúng ta ghi nhận từ các dữ liệu quan sát về dữ liệu về mặt tử vong, nhiều khi chúng ta thấy những cái ảo vọng và từ những nghiên cứu quan sát đó họ sử dụng trong các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên lớn. Có lẽ họ chọn những kết cục nó quá tham vọng. Do đó, bị những cái bệnh nhân này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, việc giảm DVT, giảm thuyên tắc phổi, giảm PE. Mà lẽ ra có thể thấy được cái kết quả thuyết phục hơn nếu như bệnh lý của bệnh nhân nhẹ hơn. Tôi cho rằng nếu như họ lựa chọn những kết cục kém tham vọng hơn thì sẽ có nghiên cứu thành công về các bệnh nhân bị COVID-19 ở trong bệnh viện mà bị huyết khối. Thì việc mà ly giải huyết khối đó, lấy huyết khối, tiêu sở huyết hoặc cơ học có vấn đề gì không? Ông có thấy vai trò của tiêu sợi huyết ở các bệnh nhân này không? Có làm tăng cái nguy cơ bị xuất huyết của họ không? Ông nghĩ như thế nào về việc tiêu sợi huyết hoặc là tiêu huyết khối ở những bệnh nhân này? Đây là một cái lĩnh vực khó khăn. Chúng ta biết rằng có cái nguy cơ xuất huyết tăng cao ở các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Và những bệnh nhân mà bệnh nhân cũng có thể xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu do tiêu hao hoặc là sự sản xuất của D-dimer. Họ cũng không phải là những trường hợp điển hình bị đông máu nội mạch lan tỏa DIC. Nó thông thường lại hay là giảm tiểu cầu mà có liên quan tới nguyên nhân miễn dịch. Chúng ta cũng cần nhớ rằng những bệnh nhân này là nặng nề hơn, bệnh nặng hơn. Nhiều người có thể có các bệnh nền, tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận. Và do cái bối cảnh nặng nề như vậy, nhiều bệnh nhân bị suy thận cấp. Và nó sẽ làm tồn đọng, tích lũy như các loại kháng đông mà bệnh nhân sử dụng. Và vì vậy, khi nói về việc tiêu huyết khối, con sẽ có nguy cơ cao, nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng ở các bệnh nhân trong bối cảnh sốc tăng huyết áp. Nếu được, có thể áp dụng những cái trường hợp, ví dụ như lấy huyết khối bằng phương pháp cơ học, thay vì là phương pháp sử dụng thuốc hoặc là hóa học. Để ý cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân. Có một câu hỏi nữa từ phía cử tòa. Ông có thể cho biết về tương tác thuốc ở các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Có tương tác nào giữa các loại thuốc điều trị COVID-19 và NOAC hay không? Hiện đã thấy rõ ràng rằng nếu như mình không chắc về sự tương tác thuốc, thì các bạn có thể lên nhiều trang web khác nhau. Ví dụ như Hiệp hội Nhịp tim của châu Âu, họ có một cái bảng rất là rõ về tương tác với các loại thuốc khác nhau. Một cái nguồn thông tin thứ hai về bệnh nhân COVID-19, đó là khảo sát một số các loại kháng thể mà có thể ảnh hưởng tới chuyển hóa. Một số các loại thuốc kháng virus cũng có ảnh hưởng tới các yếu tố kháng đông. Một số các loại thuốc khác cũng có thể làm ảnh hưởng tới chuyển hóa. Cái này các bạn nên khảo sát với lại bên phía các dược sĩ lâm sàng hoặc là cái hệ thống cytochrome mà được sử dụng trong việc chuyển hóa nhiều loại NOAC khác nhau. Cũng có sự biến thiên với các loại NOAC khác nhau về cái số lượng ảnh hưởng do chuyển hóa. Một số loại như endoxaban thì ít bị ảnh hưởng, các loại khác có nhiều hơn. Cái điểm cần lưu ý rằng chắc hẳn chúng ta sẽ thấy tương tác giữa thuốc
nếu như chúng ta cần lưu ý, nếu như không có tương tác tốt thì chúng ta vẫn tiếp tục điều trị. Khi mà có hồ nghi thì chúng ta quay lại sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp. Vì heparin trọng lượng phân tử thấp thì không tương tác nhiều về sự tương tác cũng như là thải trừ như các loại NOAC khác. Đó là một số điểm cần cân nhắc. Có một câu hỏi tiếp theo. Một bệnh nhân không sử dụng chống huyết khối rồi sau đó được ra viện, nhưng mà về nhà xét nghiệm thì thấy D-dimer vẫn còn cao. Thì những bệnh nhân này mình có sử dụng kháng đông hay không và có cần phải tiếp tục đánh giá hay không, hay là mình dựa trên D-dimer để mình chỉ định? Xin cảm ơn câu hỏi thú vị. Chúng ta biết rằng đã có 4 yếu tố được chứng minh mà có liên quan với tình trạng huyết khối tĩnh mạch sau khi bệnh nhân ra viện: sự gia tăng của D-dimer, tiền căn ung thư, tiền căn đã bị VTE và các bệnh nhân mà trên 75 tuổi. Rất là nhiều những bệnh nhân này bị D-dimer, có thể trong người họ vẫn còn đang có diễn tiến tình trạng viêm, đặc biệt là tại phổi. Có nhiều bệnh nhân bị cái tình trạng huyết khối liên quan tới miễn dịch tự miễn. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về tình huống ở những bệnh nhân này, nhưng cái điểm an tâm là đa số các bệnh nhân thì nguy cơ không cao về sự tái phát xảy ra huyết khối, mặc dù D-dimer cao. Ở một số bệnh nhân, mà đặc biệt là khi có các yếu tố nguy cơ giống như nãy tôi đã nói, thì tôi vẫn tiếp tục dự phòng huyết khối, mặc dù họ đã là bệnh nhân ngoại trú, đã ra viện. Xin cảm ơn giáo sư Cohen về các câu trả lời rất là thú vị. Ông đã cho chúng tôi chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm và rõ ràng về các thông tin trong việc xử trí huyết khối và VTE ở bệnh nhân COVID-19. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia. Bây giờ chúng ta quay trở lại với các câu hỏi bầu chọn thăm dò. Câu hỏi thứ nhất, các bạn sẽ... Quý vị đã thấy câu hỏi thứ nhất chưa? Is it possible for Nick or Valentina to read out the question? Bên phía kỹ thuật hoặc là Joseph Cohen có thể đọc câu hỏi lên cho mọi người cùng nghe được không ạ? À? Ở đây tôi không thấy được câu hỏi. Is it possible for the admin to do it? Câu hỏi thứ nhất như sau: khả năng bạn sẽ cân nhắc sử dụng một loại NOAC để điều trị huyết khối có liên quan đến ung thư là gì? Câu 1, rất có khả năng. B, có khả năng. C, không có khả năng. Và câu D là rất không có khả năng. Cái màn hình của tôi nó trống trơn rồi, tôi không thấy được câu hỏi. Can you hear me, Chien? I can hear you, but I think we are not live. Just Dr. Bave is live. Oh, I got it. Yeah, it looks like we've been muted down the bottom. Yeah, that's. Hiện tại chúng tôi chưa mở micro được. So it is possible for us to compare the answers between what the audience had said. Chúng ta có thể so sánh cái câu trả lời, kết quả câu trả lời từ đầu sự kiện và bây giờ không được không ạ? Mm-hmm.
So we'll go on to the next question. Xin phép qua câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi như sau. Các bạn sẽ lựa chọn loại NOAC nào để điều trị các bệnh nhân bị huyết khối có liên quan tới ung thư? Apixaban, rivaroxaban, dabigatran hoặc là edoxaban? Tại Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần bàn luận và hỏi đáp cùng chuyên gia. Kính mời quý đồng nghiệp tiếp tục theo dõi chương trình. Một lần nữa, chúng tôi xin ngỏ lời cảm ơn tất cả các báo cáo viên, các bình luận viên cũng như các đại biểu đã tham dự chương trình này. Có thể nói việc thảo luận về việc xử trí huyết khối có liên quan tới ung thư bằng cách sử dụng NOAC đã soi rọi cho chúng ta cách sử dụng NOAC, việc lựa chọn bệnh nhân, việc lựa chọn đúng liều, đúng thời gian, đúng thời lượng để chúng ta có thể có được lợi tốt nhất cho các bệnh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các chuyên gia và các bác sĩ viên đã cùng tham gia. Và quý vị có thể xem lại cái chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn. Bây giờ xin kính mời tất cả các đại biểu Việt Nam tiếp tục tham dự chương trình cùng bàn luận và hỏi đáp cùng các chuyên gia trong nước. Kính mời quý vị đồng nghiệp tiếp tục tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý bác sĩ, sau đây kính mời quý bác sĩ đến với phần tham luận hỏi đáp với ban chuyên gia cùng phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Thượng Dũng và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Hải. Xin kính mời hai chuyên gia. Vâng, xin kính chào các đồng nghiệp đang theo dõi. Chúng ta vừa nghe một cái chương trình rất là hay về cập nhật các cái thông tin và các kiến thức của các chuyên gia hàng đầu của khu vực, ví dụ như là giáo sư Sihan A là của chuyên gia huyết học, Áo là tiến sĩ Yuyan Sao của Đài Loan, giáo sư Alexandra Cohen của London, và có hai cái và có các cái ca lâm sàng để mà trao đổi thì tôi thấy rất là hay. Và nhưng mà khi mà tôi đọc các cái câu hỏi của các đồng nghiệp mà gửi cho gọi là chúng ta thảo luận, tôi thấy các cái ca mình nhiều khi còn khó hơn các cái ca của các chuyên gia. Vâng, thì đầu tiên thì chúng ta bắt đầu cái phần mà trao đổi bàn luận question and answer để chúng ta rõ cái vấn đề hơn. Đầu tiên, cái câu hỏi đầu tiên từ một đồng nghiệp. Dạ, em xin hỏi nếu bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới đang sử dụng syndrome hoặc là NOAC, tức là đã đang bắt đầu điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới nhưng bắt đầu xuất hiện nặng hơn như chèn ép động mạch, chắc là ý bạn muốn nói là bắt đầu trôi lên và tắc động mạch hoặc là thuyên tắc phổi, nếu sử dụng tiêu sợ huyết thì phải ngưng thuốc chống đông trước bao lâu và phải lưu ý những điều gì? Vâng, câu này thì đầu tiên xin mời thạc sĩ Nguyễn Phú Hải. Vâng ạ. Cảm ơn thầy Dũng và xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn đồng nghiệp. Tuy nhiên là bạn phải lưu ý là cái chỉ định dùng tiêu sợi huyết, chỉ định dùng tiêu sợi huyết đối với những trường hợp này là nó không giống nhau. Ví dụ như là chèn ép động mạch, là vì sao chèn ép động mạch? Theo như tôi hiểu thì chắc là bạn đồng nghiệp định nói đến là một trường hợp là thuyên tắc huyết khối, tức là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở tầng chậu và nó có chèn ép động mạch gây ra một cái thiếu máu chi cấp, đúng không ạ? Đấy là trường hợp mà bạn trường hợp 1. Còn trường hợp thứ 2 là bạn muốn nói đến là thuyên tắc phổi mà có chỉ định dùng tiêu sợi huyết, thì chúng ta xin lưu ý là nếu như thuyên tắc phổi mà có chỉ định tiêu sợi huyết thì trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019 đã nói rất rõ về cái định nghĩa là trong trường hợp nào ta được dùng tiêu sợi huyết. Đó là gì? Đó là bệnh nhân có ngừng tuần hoàn, ta buộc phải cấp cứu ngừng tuần hoàn. Thứ hai là tụt huyết áp kéo dài và ba là có sốc. Thì như vậy, nếu như mà trong cái bối cảnh thực tế là bệnh nhân của anh chị đồng nghiệp đang điều trị thuốc chống đông mà lại xuất hiện một biến cố thuyên tắc, thì ta phải nói luôn là về mặt gì ạ? Về mặt chủ quan, về mặt lâm sàng thì chúng ta thấy là như vậy là thuốc chống đông không đạt liều. Đúng không ạ? Thuốc chống đông không đạt liều thì mới xuất hiện một cái biến cố, mà cái biến cố đấy lại
có thể trầm trọng đến mức là chúng ta buộc phải dùng tiêu sợi huyết. Vậy thì câu trả lời chuyển sang vấn đề thứ hai, đó là khi ta dùng thuốc tiêu sợi huyết thì đó là một cái trường hợp là tiêu sợi huyết cấp cứu. Và như vậy thì ta không nói đặt ra vấn đề là bệnh nhân phải ngừng thuốc chống đông bao nhiêu lâu. Đấy, nhưng ta buộc phải ghi nhận rằng bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông. Và như vậy thì ta phải chiếu đến cái checklist về chống chỉ định của tiêu sợi huyết trong trường hợp này. Vậy thì nếu như chúng ta quyết định dùng tiêu sợi huyết thì chúng ta buộc phải có gì ạ? Chúng ta phải xem bệnh nhân có các chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối với tiêu sợi huyết hay không. Thế thì đối với bệnh nhân mà về mặt xét nghiệm ấy, thì chúng ta thấy có, cho dù bệnh nhân là có dùng thuốc chống đông hay không dùng thuốc chống đông, nếu như chúng ta làm xét nghiệm mà INR trên 1,7 hoặc là tiểu cầu dưới 100 gigalit hoặc là thời gian thrombin là kéo dài trên 15 giây thì có nghĩa là bệnh nhân có nguy cơ cao chảy máu, và như vậy thì bệnh nhân sẽ chống chỉ định tuyệt đối dùng tiêu sợi huyết toàn thân trong trường hợp này. Xin lưu ý là như vậy. Phần thứ hai, hình như là thưa thầy Dũng là em trả lời câu hỏi thứ nhất thôi đúng không ạ? Hay là trả lời cả ca lâm sàng thứ hai ạ? Vâng, mình sẽ lần lượt trả lời từng tất cả các câu bác sĩ Hải. Thì vâng, thì cái câu thứ nhất thì bác sĩ Hải cũng đã trả lời rất là rõ. Cái câu hỏi của bạn hỏi cái chuyện mà chèn ép động mạch thì nó không được rõ lắm. Không biết là mình muốn nói là huyết khối nó lại lan qua đồng bên động mạch hay là sao. Thì cái vấn đề thuyên tắc phổi thì cái chỉ định mà điều trị tiêu sợi huyết thuyên tắc phổi thì rất là rõ rồi. Tức là khi mà bệnh nhân có rối loạn huyết động học, có những cái vấn đề này nó đã cấp cứu rồi thì chúng ta không cần phải tính cái chuyện là ngưng thuốc. Còn nếu mà không có cấp cứu mà vẫn điều trị nội khoa được thì lúc đó mình mới xem lại là ví dụ như syndrome của mình đã điều trị đủ mất chưa, tức là INR nó đã đạt cái ngưỡng điều trị chưa, hoặc là như vậy, hoặc là no up, thì mình xem thử là cái no có phù hợp hay không, rồi chúng ta mới từ từ mới tính tiếp. Còn nếu đã là cấp cứu thì vấn đề nó không phải bàn nữa. Cái câu thứ hai một bạn đặt ra là bệnh nhân nhập viện huyết khối tĩnh mạch chân, sơ gan trái si với là INR là 2,83, ca đường mật mới xác định chẩn đoán, xin hỏi thầy và quý anh chị có hạch điều trị kháng đông cho bệnh nhân như thế nào? Đây là một trường hợp rất là khó, vừa là huyết khối tĩnh mạch, rồi là vừa là sơ gan mà đủ mức độ giống như là điều trị syndrome luôn rồi, rồi lại có ung thư ca đường mật, thì xin mời thầy Hải ạ. Dạ. Em cảm ơn thầy Dũng và cảm ơn ca lâm sàng của anh chị. Đây là một ca lâm sàng chúng em nghĩ là các quý đồng nghiệp có thể gặp ở trên thực tế. Vậy thì với bệnh nhân mà xuất hiện do huyết khối tĩnh mạch và có ung thư đang mới xuất hiện thì chúng ta thấy đây chính là một trường hợp CAT đúng không ạ? Và khả năng cao là cái huyết khối tĩnh mạch này là liên quan đến ung thư đang tiến triển của người bệnh. Thế vì vậy nên là buộc bệnh nhân sẽ phải sử dụng các cái biện pháp để trị liệu đối với huyết khối song song với trị liệu ung thư. Tuy nhiên có hai vấn đề. Một là bản thân bệnh nhân đã sơ gan ở trai C, và cái sơ gan trai C này dẫn đến là suy gan, làm cho INR của bệnh nhân là 2,8. Và như vậy, với cái tình trạng như vậy thì bệnh nhân sẽ cái nguy cơ chảy máu rất cao với mọi loại thuốc chống đông. Và trong trường hợp như vậy thì chúng ta buộc phải lựa chọn một phương pháp mà chúng em nghĩ là thầy Dũng đã có nhường người trẻ trả lời, chứ còn câu trả lời của thầy thì đã rõ ràng. Đấy là trong trường hợp này thì bắt buộc chúng ta phải xem xét, chúng ta đánh giá kỹ cái huyết khối và chúng ta xem xét cái khả năng là đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới cho người bệnh để tránh cái nguy cơ là cái huyết khối nó lên và nó gây ra thuyên tắc động mạch phổi và có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. Vâng ạ, đấy là câu trả lời của chúng em ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hải. Thì cái câu trả lời này thì chắc là cũng đã rõ rồi. Bây giờ mà cái bệnh gan mà nó đã rối loạn đông máu, INR nó bằng với cái ngưỡng điều trị rồi, mà là bệnh nhân là huyết khối trên bệnh nhân ung thư, thì theo cái chỉ định là chúng ta phải có cái chỉ định điều trị kháng đông, nhưng nó lại rơi vào chống chỉ định, thì chúng ta chỉ có biện pháp là một cái biện pháp gọi là không dùng thuốc, là chúng ta dùng lưới lọc tĩnh mạch. Xin cảm ơn bác sĩ Hải. Một câu hỏi tiếp theo cũng là rơi vào cái chống chỉ định, là NOAC có chống chỉ định trong bệnh lý ung thư đường tiêu hóa, ung thư dạ dày đường ruột. Như vậy thì xin chia sẻ kinh nghiệm với những bệnh nhân mà ung thư đường tiêu hóa và dùng NOAC. Xin mời thầy Hải. Dạ, cũng lại xin cảm ơn câu hỏi rất là
cũng rất thực tế của anh chị đồng nghiệp. Thực ra thì nếu chúng ta theo dõi các bài trình bày của các báo cáo viên quốc tế thì chúng ta đã thấy rồi là trong trường hợp bệnh nhân mà CAT, tức là thuyên tắc huyết khối và ung thư, liên quan đến ung thư, thì hiện tại là các cái thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K thì được khuyến cáo dùng hơn so với là heparin trọng lượng phân tử thấp dựa vào các cái nghiên cứu như là Caravaggio và đặc biệt là Select D. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong hai cái nghiên cứu này, trong cả hai nghiên cứu thì những bệnh nhân mà có ung thư đường tiêu hóa, những bệnh nhân có ung thư đường tiêu hóa thì cái chảy máu, mặc dù là cái chảy máu đe dọa tính mạng hay là chảy máu dẫn đến tử vong thì không có sự khác biệt so với là người không có. Tuy nhiên so với là người mà dùng heparin trọng lượng phân tử thấp, tức là danteparin. Tuy nhiên là ở trong những trường hợp này, trong cả hai nghiên cứu thì cái tỷ lệ mà chảy máu đường tiêu hóa thì có vẻ nhỉnh hơn so với những người mà dùng heparin trọng lượng phân tử thấp. Và cái cơ chế chảy máu đường tiêu hóa liên quan đến NOAC thì người ta cũng đã thấy là thấy rằng có khả năng là do gì ạ? Do cái tác động trực tiếp của NOAC lên đường tiêu hóa. Đồng thời, đối với một số trường hợp thì nó có thể dẫn đến cái tổn thương trực tiếp là do liên quan đến acid tartaric. Và ngoài ra thì cái thuốc chống đông nó có thể ảnh hưởng đến cái sự, nếu như bệnh nhân mà có cái tiền sử loét hay là viêm đường tiêu hóa hoặc ung thư đường tiêu hóa thì nó sẽ ức chế cái khả năng liền niêm mạc của đường tiêu hóa. Chính vì vậy trong cái khuyến cáo năm vừa rồi của NCCN, mạng lưới ung thư Hoa Kỳ đấy, thì người ta cũng nhấn mạnh là đối với bệnh nhân mà ung thư mà bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì NOAC được sử dụng với điều kiện là không phải ung thư đường tiêu hóa. Vâng. Hay là có di căn ở đường tiêu hóa, hoặc là có gì ạ? Có tổn thương của đường tiêu hóa. Trong trường hợp đấy thì người ta sẽ ưu tiên lựa chọn heparin trọng lượng phân tử thấp hơn là các NOAC. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì cũng rất là thống nhất với câu hỏi trả lời của bác sĩ Hải. NOAC chúng ta là thuốc kháng đông đường uống, thì nó có cái ưu điểm của nó là đường uống, tức là không phải tiêm mỗi ngày mà lại tiêm dưới bụng, giống như là heparin trọng lượng phân tử thấp. Do đó nó rất là tốt và với cái hiệu quả mà làm giảm cái nguy cơ tái phát của huyết khối tĩnh mạch, đồng thời là cái tốt hơn là heparin trọng lượng phân tử thấp, đồng thời cái biến chứng về chảy máu nặng tử vong thì cũng không cao hơn, thì nó là một cái ưu điểm của thuốc đường uống. Tuy nhiên nó được cái này nó mất cái kia, như vậy là nó là thuốc uống, như vậy thì thuốc nó phải đi vào trong đường tiêu hóa, và một số trường hợp là thuốc nó chưa kịp tiêu hóa hết, và ví dụ như là trường hợp dabigatran, giống như là thầy Hải nói, thì dabigatran nó lại có tác dụng là xói mòn, là do acid tartaric, rồi những cái thuốc khác nó tác dụng nó tại chỗ, thì như vậy cái biến chứng và xuất huyết đường tiêu hóa của nó áp khuynh hướng là cao hơn heparin trọng lượng phân tử thấp. Do đó cái khuyến cáo mà đối với ung thư đường tiêu hóa hoặc là cái metastasis di căn đường tiêu hóa vân vân, là khuynh hướng là sẽ không sử dụng NOAC, mà khuynh hướng là sẽ sử dụng là heparin trọng lượng phân tử thấp. Câu hỏi tiếp theo là xin đồng nghiệp cho biết trong giai đoạn ung thư cuối đời, VDE thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cũng có thể gây đau, vậy có nên dùng kháng đông hay không cùng với thuốc giảm đau khác, ví dụ như thuốc phiện? Xin mời thầy Hải. Dạ, cảm ơn thầy Dũng và cảm ơn anh chị đồng nghiệp. Thực ra là như vậy, là chúng tôi trả lời lại cái câu hỏi mà báo cáo viên quốc tế đã trả lời rồi, thì chúng ta thấy rằng là không có sự tương tác mà được nhắc đến giữa các cái thuốc chống đông không kháng vitamin K với lại các cái thuốc giảm đau như là opioid. Vì vậy nên là thứ nhất là bệnh nhân chúng ta mặc dù là điều trị palliative, điều trị gọi là giảm nhẹ, nhưng mà nếu như thuyên tắc huyết khối nó vẫn gây ra triệu chứng nặng nề thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ vẫn phải dùng thuốc chống đông, và song song với đó thì bệnh nhân vẫn có thể dùng thuốc giảm đau như bình thường ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Xin mời thầy Hải trả lời câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi bác sĩ, đối với thai phụ nhiễm COVID, D-dimer thế nào là bất thường và việc dùng kháng đông như thế nào, thời gian bao lâu? Xin mời thầy Hải. Dạ, cảm ơn thầy Dũng. Thì thực ra là chúng ta trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế gần đây nhất thì chúng ta thấy là cũng đã có cái ngưỡng rồi, D-dimer cao. Bình thường chúng ta thấy rằng là người phụ nữ mà có thai thì D-dimer cũng đã cao rồi. Và trong cái lược đồ mà chẩn đoán thuyên tắc huyết khối ở người phụ nữ có thai thì người ta không dùng D-dimer để sử dụng trong cái chẩn đoán. Thế vì vậy, thế nên với người phụ nữ mà
có thai và nhiễm COVID thì dedimer nó tăng, nhưng nó tăng lên loanh quanh về mặt nguyên tắc với những trường hợp mà buộc phải nhập viện, bởi vì thai phụ nhiễm COVID mà buộc phải nhập viện thì sẽ phải dùng chống đông với liều dự phòng, đúng không ạ? Thì ở khuyến cáo của Bộ Y tế vừa rồi là nếu như mà dedimer mà tăng nhưng mà cũng thấp thôi, dưới 7 lần với cái ngưỡng tham chiếu thì chúng ta dùng liều dự phòng thông thường, và nếu cao hơn hẳn từ 70 lần trở lên thì chúng ta có thể cân nhắc để dùng liều tăng cường đó. Nhưng mà chúng ta thấy là gì, với những bệnh nhân mà vào viện mà không có bằng chứng của huyết khối, xin lưu ý, thì bệnh nhân sẽ dùng các cái thuốc chống đông dự phòng, ưu tiên thuốc chống đông dự phòng đường tiêm trong thời gian nằm viện và đến khi bệnh nhân ra viện. Khi bệnh nhân ra viện, chúng ta cân nhắc là cái nguy cơ bệnh nhân cũng không có huyết khối và vận động đi lại bình thường, xét nghiệm SARS-CoV là âm tính, thì chúng ta cũng không có cái khuyến cáo là chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân đến suốt cái thời gian mà bệnh nhân có đến giai đoạn chuyển dạ, trừ khi bệnh nhân có các cái nguy cơ khác làm tăng cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Vâng ạ. Đấy là câu 5 mà em xin phép trả lời như vậy, thì xin thầy Dũng bổ sung ạ. Vâng, thì cũng rất là đồng ý với câu trả lời của bác sĩ Hải. Thật sự thì cái dedimer tăng trong cái nhiễm COVID thì cái giá trị mà chẩn đoán gọi là VTE, tức là gì đó, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, thì cái giá trị nó không cao, mà bắt buộc nó phải có thêm những cái tiêu chuẩn khác. Còn cái ngưỡng của thai phụ thì nó sẽ tăng theo với cái thai, thì cái điểm cắt tớp nó thì bình thường, đối với bình thường mà không phải là COVID thì chắc là nó phải tăng theo cái ngưỡng chắc, nó phải tăng cao. Nhưng mà nhờ, giống như là thầy Hải nói là mình sẽ không dựa trên cái này. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này thì bác sĩ Hải cũng mới nhắc rồi, tức là thưa thầy, em có bệnh nhân rung nhĩ đang xài Sarento liều 15mg, hiện đang phải điều trị COVID. Em có nên tăng liều điều trị 15x2, sau đó nối tiếp 20mg mỗi ngày hay không? Bệnh nhân nhập viện dã chiến thì là được khuyến cáo là dùng liều thấp, hiện chưa rõ nên sử dụng liều nào. Xin mời bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải có nhắc sơ ở cái câu trả lời trước rồi. Dạ, cảm ơn thầy Dũng và cảm ơn anh chị đồng nghiệp. Thế thì trong các cái khuyến cáo và cũng trong thực hành hàng ngày thì chúng ta thấy nếu như bệnh nhân rung nhĩ và nhiễm COVID mà phải nằm viện, thì cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối, nguy cơ đột quỵ, tắc mạch do rung nhĩ nó vẫn tồn tại, nó không thể giảm đi được. Và bên cạnh đấy là cái nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối nếu như chúng ta không dùng dự phòng. Và trong trường hợp bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông liều điều trị thì bắt buộc bệnh nhân sẽ phải duy trì cái thuốc chống đông liều điều trị đó. Tuy nhiên khi vào viện thì chúng ta sẽ không dùng NOAC, chúng ta cũng không nên dùng kháng vitamin K. Mà với những trường hợp này thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là heparin thường nhưng mà bơm tiêm điện, tức là liều điều trị. Nếu như may mắn là bệnh nhân mà không suy thận nặng thì chúng ta sẽ chuyển ngay sang enoxaparin với liều điều trị. Và liều điều trị ở đây là chúng ta thấy là gì ạ? 1mg cân nặng mỗi 12 giờ. Do vậy trong trường hợp mà bệnh nhân nằm viện thì bệnh nhân sẽ chuyển sang dùng thuốc chống đông liều điều trị nhưng là thuốc tiêm, chứ không phải là dùng liều thấp. Nếu như chúng ta chuyển liều, ví dụ như bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện dã chiến và các đồng nghiệp của chúng tôi sử dụng liều thấp thì rõ ràng là phải có lý do. Ví dụ như là bệnh nhân có suy thận hay là có vấn đề gì đó buộc phải giảm gọi là hạ bậc thang cái liều chống đông. Còn nếu không thì bệnh nhân bắt buộc sẽ vẫn phải dùng thuốc chống đông với liều điều trị. Và khi bệnh nhân ra viện thì chúng ta lại chúng ta lại chuyển lại thuốc chống đông từ heparin trọng lượng phân tử thấp liều điều trị sang Sarento, tức là cái thuốc mà bệnh nhân vẫn đang dùng với cái liều là 15mg như bình thường. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hải. Thì câu trả lời nó cũng đã rõ rồi, tức là khuyến cáo thì người ta khuyên rằng là nếu mình đang dùng kháng đông đường uống thì khi mà vào bệnh viện COVID mức độ là vừa nặng khi chúng ta bắt đầu ấy thì chúng ta nên chuyển sang thuốc tiêm. Và hình như tôi nhớ mang máng là có cái sự tương tác với lại cái sự sử dụng thuốc của COVID mà nó sẽ làm nồng độ thuốc kháng đông đường uống nó tăng rất là cao, do đó người ta khuyến cáo là nên chuyển sang heparin trọng lượng phân tử thấp như heparin thường, và sau khi ổn định thì chúng ta lại bắt đầu trở lại. Câu hỏi thứ 7, bệnh nhân trẻ không bệnh nền sau khi tiêm phòng COVID có dedimer cao 2000 mà không có biểu hiện lâm sàng thì nên làm gì tiếp theo? Xin mời thầy Hải. Dạ, cảm ơn thầy Dũng và cảm ơn anh chị đồng nghiệp đã hỏi. Thì thực ra thì chúng ta thấy là nếu bệnh nhân mà sau tiêm phòng COVID mà làm xét nghiệm dedimer rõ ràng phải có lý do,
Bởi vì tự nhiên không ai chỉ định là cho bệnh nhân đi làm DDME cả. Nhỡ đâu nếu mà giả dụ, đây là giả dụ thôi, là bệnh nhân trẻ nữ sau khi tiêm phòng COVID thì làm tình cờ làm DDME mà tăng, thì hay là bệnh nhân lại cần phải làm thêm beta HCG, nhỡ đâu lại có bầu thì sao? Đó. Thế còn ta đấy là trường hợp giả định cho vui thôi. Còn nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân sau tiêm phòng COVID mà DDME mà có vấn đề, ví dụ như là bệnh nhân đau đầu, ví dụ như là bệnh nhân đau chân chẳng hạn, hoặc là đau bụng, một trong những 9 cái triệu chứng thông thường mà chúng ta nghĩ đến là có thể là có liên quan đến thuyên tắc huyết khối đấy, thì đặc biệt là cái triệu chứng đó nó xuất hiện sau cái ngày thứ tư kể từ cái thời điểm tiêm phòng và vaccine đấy, thì chúng ta sẽ phải thăm dò kỹ lưỡng. Lúc đó thì chúng ta không phải chỉ có làm mỗi DDME đâu, chúng ta phải làm công thức máu và đặc biệt chú ý đến tiểu cầu, xem tiểu cầu có giảm hay không. Và cái thứ hai nữa là làm fibrinogen thêm nữa nếu như chúng ta có thể làm được. Và chúng ta phải tìm bằng chứng hình ảnh để thấy rằng bệnh nhân có huyết khối hay là không có huyết khối, bởi vì trong trường hợp đấy thì chúng ta phải nghi ngờ COVID. Tuy nhiên, một cây đại thụ của ngành đông máu, đấy là giáo sư Alexander Cohen cũng đã nói, đó là gì? Cái nguy cơ huyết khối do cái người bệnh COVID thì nó cao hơn vô cùng nhiều so với cái nguy cơ huyết khối vì vaccine tiêm phòng COVID gây ra, chỉ có một vài trường hợp trong hàng triệu người. Vâng ạ, đấy là ý kiến của chúng em, thưa thầy. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hải. Thì thật sự là trong cái đợt dịch vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều cái trường hợp mà bệnh nhân nhập vào viện COVID ở các bệnh viện dã chiến thì là sau khi tiêm chủng và có một số người thì có triệu chứng, một số người thì có, nhưng mà sau đó thì vào bệnh viện và có những trường hợp rất nặng. Thì cái trường hợp bạn nói ở đây là giống như thầy Hải phân tích, là không thể tự nhiên mình đi thử một cái DDM không. Nếu thử thì thông thường nó phải có lý do gì đó. Và nếu mà các bạn thử, thí dụ trong trường hợp chưa có thai giống như là thầy Hải nói, hoặc là có thể các bạn thử luôn cả DDM rồi ferritin rồi cái gì đó đều tăng hết, thì coi chừng nó là một cái tình trạng COVID. Mà tại vì trong cái đợt dịch nó đang bùng phát cao thì lúc đó chúng ta có tiêm chủng, chúng ta tầm soát cũng không hết, hoặc chúng ta không đánh giá hết, thì có một số bệnh nhân là khi vào các bệnh viện COVID thì lại đã tiêm chủng, đã mũi thứ nhất hoặc là mũi thứ hai, hoặc là mới sau tiêm chủng. Tiếp theo một câu hỏi nữa là em hỏi, bệnh nhân ung thư gan có huyết khối từ mạch cửa thì mình có dùng nội áp hay không? Xin cảm ơn, xin mời thầy Hải. Dạ, chúng em xin phép trả lời câu hỏi này như sau. Trong trường hợp mà bệnh nhân ung thư gan mà có huyết khối tĩnh mạch cửa thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân mà chúng ta nghĩ đến gần nhất đấy là cái huyết khối tĩnh mạch cửa đấy sinh ra bởi cái ung thư gan. Có nghĩa là bệnh nhân ung thư gan ở cái giai đoạn rất là nặng rồi. Và bởi vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta không có dùng thuốc chống đông nói chung. Thế còn đối với thuốc kháng chống đông không kháng vitamin K với trường hợp bệnh nhân ung thư gan như thế này thì chúng ta phải xem xét. Bởi vì là gì ạ? Chúng ta có cái bảng chai PUS đối với bệnh nhân mà có vấn đề về gan. Nếu như bệnh nhân có sơ gan mà từ chai B trở ra thì rất tiếc là nếu chúng ta có định dùng rivalsaban thì chúng ta cũng không thể dùng được rivalsaban. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hải. Câu hỏi tiếp theo. Xin cho em hỏi, bệnh nhân nữ có tiền căn sử dụng thuốc ngừa thai, phát hiện huyết khối tĩnh mạch sau chi dưới, sau khi tìm hết tất cả nguyên nhân thì chẳng đoán huyết khối tĩnh mạch sau do thuốc ngừa thai. Nhưng khi ngưng thuốc ngừa thai và đã sử dụng nội áp liên tục, sau 3 tháng, 6 tháng, siêu âm vẫn thấy huyết khối tĩnh mạch sau. Vậy xin thầy cho biết thời gian mình sẽ sử dụng tiếp nội áp đến bao lâu? Nếu đánh giá là huyết khối cũ thì có thể ngưng nội áp được hay không? Và nguy cơ thuyên tắc phổi cho bệnh nhân này như thế nào? Xin cảm ơn các thầy. Câu hỏi này thì hình như là trong các cái hội thảo về VTE thì cũng hay nghe hỏi. Xin mời thầy Hải ạ. Dạ, cảm ơn thầy và cảm ơn bạn. Thế câu hỏi của bạn đó là bệnh nhân mà bị thuyên tắc huyết khối liên quan đến thuốc tránh thai, chắc là bệnh nhân là có cái thuốc này là có hàm lượng estrogen nó cao. Thế mặc dù vậy thì chúng ta vẫn phải cảnh giác là chúng ta tìm các nguyên nhân khác, ví dụ như là thêm có bệnh lý tăng đông bẩm sinh hoặc mắc phải không, nhỡ đâu bệnh nhân lại cái thuốc tránh thai đấy chẳng qua nó là một cái yếu tố trigger nó đẩy lên, mà bệnh nhân lại có một cái bệnh hệ thống tiềm ẩn chẳng hạn, ví dụ như hội chứng kháng phospholipid hoặc là lupus ban đỏ hệ thống, một cái bệnh hệ thống gì đó, hoặc là một cái bệnh lý thrombophilia chẳng hạn, thì chúng ta trong trường hợp đấy thì cái việc chúng ta sử dụng thuốc chống đông là nó phụ thuộc vào cái nguyên nhân gây ra huyết khối.
Còn trường hợp cụ thể là bệnh nhân không có các cái nguyên nhân có thể tìm thấy và chúng ta nghĩ rằng là nó xuất hiện là do liên quan đến thuốc tránh thai. Vậy thì một, chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc chống đông 3 tháng và chỉ cần 3 tháng là đủ. Hai là bệnh nhân phải ngừng thuốc tránh thai. Tất nhiên rồi chúng ta phải chọn thuyết phục bệnh nhân và chồng của bệnh nhân sử dụng biện pháp tránh thai khác. Thế còn sau 3 tháng thì không có bằng chứng để chúng ta kéo dài cái thời gian dùng thuốc chống đông với liều điều trị đó. Tuy nhiên là chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu Einstein Choice thì cũng có một cái rất là thú vị là chúng ta có thể sử dụng cái NOAC liều thấp để chúng ta có thể kéo dài cái thời gian để sử dụng NOAC liều thấp và nó cũng giảm được cái nguy cơ tái phát thuyên tắc huyết khối trong trường hợp này. Thực ra thì với bệnh nhân nữ trẻ tuổi mà bị thuyên tắc huyết khối và các không có các yếu tố nguy cơ thuyên tắc huyết khối khác thì chúng ta không cần phải kéo dài điều trị thuốc chống đông với liều điều trị. Nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái thang điểm để đánh giá các cái nguy cơ tái phát của huyết khối, hoặc là cẩn thận nữa, trong đấy thì cũng có cái xét nghiệm Dedimer thì chúng ta có thể sử dụng các thang điểm đấy, giống như là thang điểm HEPDU chẳng hạn, thì chúng ta cũng thể chúng ta sử dụng những thang điểm đấy thì chúng ta đánh giá cái nguy cơ huyết khối. Còn bản thân cái cục huyết khối thì nó có thể tồn tại ở lâu dài, thậm chí những cái huyết khối đấy chúng ta thấy là những cái di tích của huyết khối có thể tồn tại hàng năm mà chúng ta không căn cứ vào bản thân cái huyết khối để chúng ta kéo dài thuốc chống đông hay không. Vâng ạ, chúng em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy Hải. Thì câu trả lời rất là rõ ràng. Tại vì thật sự là NOAC hoặc là những cái thuốc mà gọi là chống đông của mình dùng thì không có tác dụng là tiêu cái huyết khối cũ, mà nó chỉ ngừa cái việc là tạo huyết khối mới. Do đó thì cái huyết khối cũ nó còn thì chắc là mình có dùng mãi, mình dùng để mình cho nó tan thì cũng không có lý do gì để dùng như vậy, thì Hải đã phân tích rồi. Và thật sự thì cái trường hợp này thì thầy Hải đã phân tích rồi. Và câu hỏi thứ 10, thưa thầy, đối với bệnh nhân ung thư VDI có thể có nhiều vị trí, không chỉ là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và nhồi máu phổi. Vậy xin thầy cho biết cách đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng để đánh giá tình trạng hết VTE để có thể ngừng kháng đông hoặc để đánh giá VTE tái phát. Em xin cảm ơn. Xin mời thầy Hải. Dạ, đối với bệnh nhân ung thư xin nhất trí là huyết khối có thể gặp ở nhiều vị trí. Có thể gặp ở chi trên, có thể gặp ở chi dưới, có thể gặp ở động mạch phổi. Và nếu như chi trên thì chúng ta xin lưu ý với một trường hợp là gì ạ? Huyết khối tĩnh mạch liên quan đến catheter, tức là cái đường catheter ngầm để chúng ta chuyển hóa chất cho người bệnh. Và trong trường hợp đấy, cái xử trí của chúng ta nó sẽ không giống với như là DVT thông thường. Thế vậy thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân có thuyên tắc huyết khối thì nói chung đó, thì chúng ta thấy là cái thời gian mà chúng ta điều trị chống đông đó là gì ạ? Bất di bất dịch, đó là 6 tháng. Và sau 6 tháng thì chúng ta thấy chúng ta có thể hoàn toàn dừng được chống đông nếu như mà ung thư của bệnh nhân đã được giải quyết, tức là không phải ở trong tình trạng hoạt động. Còn nếu như ung thư vẫn còn đang hoạt động, thể hiện ở chỗ là bệnh nhân vẫn phải điều trị thuốc ung thư và không thể bác sĩ chuyên khoa về u biếu đấy, thì thấy rằng là bệnh nhân vẫn đang phải điều trị và không thể điều trị triệt căn được. Ung thư vẫn đang tiến triển hoặc tái phát mặc dù đã được sử dụng các cái biện pháp như là hóa chất để điều trị triệt căn, hoặc bệnh nhân vẫn còn đang ở trong cái liệu trình điều trị, thì lúc đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc, chúng ta phải đặt lên bàn cân để chúng ta đánh giá cái nguy cơ chảy máu và nguy cơ tắc mạch để chúng ta quyết định về việc là tiếp tục dùng thuốc chống đông. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hải. Câu hỏi thứ 11 là nếu bệnh nhân có kèm tiểu cầu giảm khoảng 20.000 thì có dùng thuốc chống đông hay không? Xin mời thầy Hải. Dạ, câu trả lời rất ngắn gọn là không ạ. Bởi vì chống chỉ định mất rồi. Vâng ạ. Xin các bạn cho tiếp các câu còn lại. Như vậy thì hết rồi. Rồi rất là cảm ơn. Và phải nói là hôm nay cùng làm việc với thạc sĩ Nguyễn Tiến Hải thì rất là nhẹ nhàng, vì câu hỏi đó anh Hải trả lời rất là suôn sẻ. Như vậy thì chúng ta có 30 phút để mà thảo luận sau khi mà cái truyền trực tiếp của các bài báo cáo của các chuyên gia vùng. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã có những câu hỏi mà để cho chúng ta làm rõ cái vấn đề hơn của vấn đề là chúng ta phòng ngừa vi thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau và trong những tình huống thực tế lâm sàng. Thì tôi xin thay mặt cho
Thạc sĩ Nguyễn Tứ Hải rồi xin tổng kết ngắn gọn lại. Như vậy thì nội dung cái huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch sâu thì đây là một cái tình huống, tình trạng bệnh lý mà khá là ngày nay chúng ta gặp rất là nhiều. Lâm sàng thì rất là đa dạng, từ cái rất là không có triệu chứng cho đến những bệnh cảnh cấp cứu vô cùng nặng nề và có thể tử vong. Và đặc biệt là cái việc mà nếu chúng ta phát hiện chúng ta những yếu tố nguy cơ chúng ta dự phòng thì chúng ta có thể tránh được cái biến chứng nặng nề này. Và kể cả là sau khi chúng ta điều trị bệnh nhân qua được cái giai đoạn nguy kịch thì bệnh nhân vẫn bị những cái di chứng nặng nề về sau, ví dụ như là hội chứng hậu tắc tĩnh mạch hoặc là hội chứng hậu thuyên tắc phổi, vân vân. Do đó cái việc mà ngày hôm nay chúng ta phải đánh giá nguy cơ huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch sâu của những bệnh nhân nằm viện trên những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, và ngày hôm nay người ta nhấn mạnh rất nhiều tới thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân ung thư, mình còn gọi là CAT-CAT, vì cái thứ nhất là cái tỷ lệ gặp thì rất là cao, và trên bệnh nhân mà ung thư thì cái nguy cơ tái phát cũng rất là cao và nguy cơ chảy máu cũng rất là cao. Và khi mà cùng hiện diện ung thư và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì nó đẩy cái tỷ lệ tử vong tăng lên rất là nhiều lần, tăng lên có 5-6 lần. Và phần lớn ngày hôm nay người ta xác định đó là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai của những bệnh nhân ung thư, và đặc biệt là xảy ra giai đoạn mà bệnh nhân ung thư còn mạnh, còn khỏe. Trong khi đó nếu chết vì ung thư thì lại chết ở những cái giai đoạn sau, rất là sau. Do đó nếu chúng ta dự phòng điều trị được thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời đối với bệnh nhân. Và ngày hôm nay thì với những chứng cứ ngày hôm nay thì cái việc mà điều trị dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu trên những bệnh nhân ung thư thì cái vai trò của NOAC, tức là thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới thì đã có được chứng minh và đã đưa vào khuyến cáo từ năm 2017. Trong đó thì rivaroxaban là một thuốc mà có khá là nhiều những cái thử nghiệm lâm sàng chứng minh cái vai trò trong cái điều trị dự phòng và điều trị huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân ung thư. Và có những cái chứng cứ từ thực tế, evidence, real world evidence, tức là chứng minh rằng sau những cái RCT cũng đã chứng minh cái giá trị sử dụng của rivaroxaban trong điều trị dự phòng và điều trị huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải, xin cảm ơn ban tổ chức ở đây là Hội Tim Mạch Việt Nam phối hợp với công ty Bayer và cái phần mềm DocQuity, công ty DocQuity, và xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp trong buổi chiều tối hôm nay đã tham dự đầy đủ, và chúng ta đã có những cái câu hỏi mà để làm cho cái nội dung chúng ta thảo luận càng thêm rõ ràng và càng hiểu sâu hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng ạ, chúng em xin trân trọng cảm ơn thầy Dũng, trân trọng cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã tham dự chương trình, và cũng rất cảm ơn Bayer đã kéo gần các bác sĩ lâm sàng chúng tôi gần hơn với Diễn đàn Quản lý Huyết khối Châu Á-Thái Bình Dương năm nay. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin chúc bác sĩ Hải trong những ngày tiếp tục chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh là mạnh khỏe và bình an. Dạ, chúng em xin phép xin hẹn gặp lại thầy trong hội nghị tim mạch toàn quốc sắp tới vào đầu tháng 11 ạ. Và cũng rất mong được gặp lại các anh chị đồng nghiệp trong trong hội nghị tới, bởi vì sẽ có những vấn đề cũng rất là nóng hổi liên quan đến thực hành lâm sàng ở người bệnh tim mạch, ở người bệnh COVID. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trân trọng ơn. Xin chào thầy Hải, xin chào mọi người. Dạ. Vâng, xin cảm ơn phần tham luận về ứng dụng dữ liệu lâm sàng rất hữu ích và phần hỏi đáp được điều phối bởi hai chuyên gia, Phó Giáo sư Hồ Thượng Dũng, Chủ tịch Hội Tim Mạch Can thiệp Việt Nam, Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải, Trưởng phòng C6 Viện Tim Mạch Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn hai chuyên gia, đặc biệt cảm ơn hơn 500 bác sĩ vẫn còn tham dự cùng với công ty và chương trình đến thời điểm này. Hẹn gặp lại quý bác sĩ vào sự kiện tiếp theo của Diễn đàn Huyết khối Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Định hướng cải thiện tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân rung nhĩ cao tuổi, được phát sóng trực tiếp vào lúc 17h20 ngày 27 tháng 10 năm 2021, trực tiếp trên hai ứng dụng Zoom và DocQuity.
Xin chân thành cảm ơn Hội Tim Mạch Học Việt Nam, công ty DocQT đã phối hợp cùng Bayer tổ chức chương trình này. Một lần nữa, kính chúc quý bác sĩ và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý bác sĩ tại chuyên đề tiếp theo.